chúng ta sẽ đọc mà để cho hiểu sâu hiểu rộng hơn vấn đề, thì có cái bài full test tôi đã gửi các bạn rồi đúng không, lớp bên nhà rồi không à. Thì ung thư dạ dày thì một cái bệnh cũng khá là thường gặp. Trên thế giới thì khoảng một năm thì có khoảng 1 triệu người mắc mới trong ung thư dạ dày. Một năm cả thế giới khoảng 1 triệu người mắc mới. Tuy nhiên thì con số này nó thay đổi theo từng cái vùng địa lý khác nhau. Có những cái vùng tỷ lệ thấp và những vùng tỷ lệ cao. Thì trong đó khu vực mà châu Á, đặc biệt là Đông Á, trong đó có Việt Nam chúng ta là cái khu vực có tỷ lệ cao. Và cái lý do đó nó liên quan đến nhiều cái lý do mà mình sẽ thấy được ở phần dưới. Từ những cái vấn đề thói quen ăn uống đến điều kiện sinh hoạt. Nó liên quan đến vấn đề gia tăng cái tỷ lệ mà ung thư dạ dày. Tuy nhiên nhìn chung thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày hiện nay nó có giảm hơn so với trước đây. Trước đây thì ung thư dạ dày nó nhiều hơn là ung thư đại trực tràng. Nhưng mà ngày nay, thời điểm này chưa có một thống kê chính thức, nhưng mà trên lâm sàng mình thấy rõ là tỷ lệ ung thư dạ dày nó giảm hơn, còn tỷ lệ ung thư đại trực tràng thì nó tăng lên rất là rõ. Thì cái điều đó liên quan đến rất nhiều vấn đề mà chế độ ăn uống sinh hoạt rất là nhiều. Một trong những lý do mà ung thư dạ dày nó giảm đó là cái tỷ lệ mà chúng ta chữa HP và những bệnh lát dạ dày nó tốt hơn. Và kể cả những thói quen ăn uống nữa. Như vậy thì em biết rằng là hiện nay ung thư dạ dày nó chỉ còn 1/3 thôi so với 35 năm trước. Trong đó một phần khá lớn thì nó liên quan đến vấn đề, và cũng một phần lớn nữa liên quan đến cái chế độ ăn. Lát nữa mình sẽ nói về nguyên nhân. Thì một bệnh nhân bị nhiễm HP thì cái nguy cơ ung thư nó tăng lên từ 3,6 đến 18 lần. Tại sao có con số thay đổi này? Là bởi vì các em biết rằng là HP nó có rất nhiều dòng HP khác nhau. Và không phải HP nào cũng có tỷ lệ nguy cơ ung thư dạ dày là như nhau. Có những cái nhóm HP nó làm nguy cơ ung thư rất cao, nhưng mà cái nhóm HP nó làm ung thư rất thấp. Từ trong HP nó có nhiều cái loại gen khác nhau nữa, và các loại gen khác nhau đó nó sẽ sinh ra những cái nguy cơ khác nhau. Tuy nhiên có một cái lý do cũng rất là phổ biến nữa, đó là cái chế độ ăn. Chế độ ăn thừa muối, thừa nitrat, những cái thực phẩm mà lên men, nhiều tinh bột quá, hay là thiếu rau quả, là hút thuốc lá, béo phì, đây là cái nhóm nguyên nhân mà làm gia tăng cái bệnh ung thư dạ dày. Thì các những cái năm mà trước đây khoảng chừng 20 năm trở về trước, thì cái thời kỳ đó hay là xa hơn nữa đi, những cái thời kỳ đó thì tủ lạnh là rất là hiếm, và cái việc bảo quản thực phẩm mà trong đông lạnh mà kéo dài nhiều ngày nhiều tháng là hầu như là không có. Và các nước ở Đông Á, trong đó kể cả những nước phát triển ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc đi ha, và có Việt Nam chúng ta ở Trung Quốc chẳng hạn, thì thường dự trữ thực phẩm qua những cái mùa đông là bằng hình thức là lên men. Lên men thì các loại thực phẩm như là rau cải dưa cả muối, người ta bỏ muối rồi đó cho lên men để mà dự trữ qua những cái mùa đông, hay là kể những thực phẩm như là cá thịt cũng vậy, cũng lên men. Và đó là cách dự trữ để không không bị hư vì không được bảo quản đông lạnh. Tuy nhiên cái lên men đó cần rất nhiều muối, và cần cái lên men đó nó tạo ra những cái chất nitrat. Và cái thực phẩm mà lên men thừa muối thừa nitrat này đó là nguyên nhân rất nguy hiểm làm tăng tỷ lệ ung thư dạ dày. Và cái vấn đề mà sử dụng thực phẩm lên men này thành một cái thói quen rồi, giống như một cái nét truyền thống của người Đông Á, nhất là người người Nhật, người Hàn và người Việt Nam của chúng ta trong những năm trước đây. Và lý do đó làm gia tăng rất lớn tỷ lệ ung thư dạ dày. Tuy nhiên thế hệ các em gần như 10 năm nay, khi mà vấn đề mà đông lạnh lưu trữ kéo dài qua nhiều tháng, có những kho đông lạnh người ta phải hạ nhiệt độ xuống âm nhiều độ và để rất là lâu, để nhiều tháng, thậm chí để cả năm kia. Và những cái thực phẩm lên men hiện nay gần như là không còn sử dụng, chỉ có một số ít thôi, rất là ít. Và chính cái điều kiện thay đổi đó hầu hết hiện nay là ăn những thức ăn tươi sống, và nó làm giảm đáng kể cái nguy cơ ung thư dạ dày. Rồi hiện nay thuốc lá cũng giảm nhiều, thuốc lá cũng giảm nhiều, tinh bột cũng giảm hơn người trước, những ý thức và ăn uống là tốt hơn, nhiều rau quả hơn, giảm tinh bột, giảm thuốc lá. Chỉ riêng cái béo phì thì có nguy cơ tăng hơn nhưng mà không phải nhiều lắm. Như vậy là tất cả những cái lý do này, cái HP giảm nó sẽ làm cho cái tỷ lệ ung thư dạ dày nó giảm còn 1/3 so với 35 năm trước. Đó là một cái tín hiệu rất là tốt.
Một vấn đề nữa, khi mà nói ung thư dạ dày thì người ta hay nói đến cái yếu tố gia đình, người ta hay nói đến tới di truyền. Thế nhưng vấn đề di truyền nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong ung thư dạ dày? Thì thực ra nó chỉ có chiếm không quá 3%. Đó. Cái tỷ lệ mà ung thư dạ dày liên quan đến di truyền nó chiếm dưới 3% thôi. Đó. Và những cái ung thư di truyền này nó thường hay gặp là có thể ung thư dạ dày thể lan tỏa và gặp ở người trẻ. Và kể cả những cái nhóm này là nữ nhiều hơn nam. À. Như vậy ung thư dạ dày thường là nam giới và lớn tuổi là cái kinh điển. Tuy nhiên riêng cái thể mà di truyền này thì trong đó có nhiều kiểu di truyền khác nhau. Nhớ rằng có nhiều cách di truyền chứ không phải là một cách. Nhưng mà trong đó có nhóm mà ung thư di truyền qua người trẻ và lan tỏa hay gặp ở nữ hơn. Người ta nghiên cứu thấy rằng là khi mà trong một cái gia đình phải hệ mà có cái gen di truyền đó thì thông thường có 30-40% thành viên trong cái phả hệ đó, trong gia đình đó sẽ có cái đột biến gen CDH1. Thì cái gen này vốn dĩ là một cái gen chống sinh ung, tức là ngăn cản cái sinh ung. Nhưng mà khi đột biến cái gen CDH1 này thì nó sẽ mở khóa, nó sẽ mất kiểm soát sinh ung thư dạ dày, và khi đó ung thư dạ dày nó bùng lên là do cái đột biến gen này. Và khi mà có cái đột biến gen này thì cái người mà mang đột biến gen này nó sẽ có từ 69 đến 90% là nguy cơ biến thành ung thư trong tương lai. Và từ đó người ta sẽ đặt ra vấn đề là những người mà khi mà xét nghiệm với cái đột biến gen CDH1 này thì sẽ đặt vấn đề là chúng ta có thể phẫu thuật cắt sớm dạ dày hay là theo dõi. Đó. Tức là người đi nguy cơ rất cao. Một là theo dõi rất chặt chẽ, khi mà nó vừa xuất hiện thì mình phải cắt liền. Hai là chúng ta có thể cắt sớm. Nhưng mà cắt sớm thì chúng ta sẽ cắt oan một số người nó không có ung thư, à, khoảng 10% đến 40 đến 30%. Nhưng mà cắt sớm thì có cái lợi là triệt căn ung thư, nhưng mà có cái hại là gì? Cắt sớm thì chúng ta phải cắt toàn bộ dạ dày, bởi vì chúng ta không biết cái ung thư phần nào sẽ xuất hiện trong tương lai. Và cắt toàn bộ dạ dày thì chất lượng cuộc sống mình sẽ giảm đi. Cho nên tùy trường hợp mà chúng ta có thể đặt vấn đề đó là cắt sớm hay là theo dõi. Thì cái vấn đề cắt sớm này nó cũng giống như một cái diễn viên điện ảnh nổi tiếng mà đã từng cắt cả tuyến vú buồng trứng dự phòng ung thư, là diễn viên tên gì các em nhớ không? Angelina Jolie đúng không? Tức là cô ấy đã phát hiện ra được cái đột biến gen mà có nguy cơ sinh ung thư vú và ung thư buồng trứng di truyền từ cái mẹ hay là phát hiện ở gì. Tuy nhiên cái việc phát hiện cái gen đột biến gen mà sinh ung thư buồng trứng với lại ung thư tuyến vú á, thì nó dễ hơn. Còn cái việc mà phân tích sinh học phân tử để phát hiện cái đột biến gen CDH1 này thì rất là khó. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta chưa làm được. Và ở khu vực Đông Nam Á, ngay cả Singapore cũng chưa làm được. Cũng chưa làm được. Mà chỉ có một số cái phòng lab ở châu Âu, ở Mỹ, ở Pháp, Anh thì có làm cái này. Và những cái phòng phòng sinh phân tử đó họ có thể phân tích được biết bệnh gen này có đột biến gen này hay không. Cách đây khoảng chừng, không biết Singapore hiện nay thế nào, chứ cách đây khoảng chừng 2-3 năm thì tôi có gửi bệnh nhân qua đó làm thì họ vẫn chưa làm được. Họ vẫn chưa làm được phân tích cái đột biến gen này. Đây là một cái kỹ thuật nó cần sự phát triển chuyên sâu về sinh học phân tử mà nó ngành rất là mới. Thì tôi nghĩ chắc không bao xa thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ làm được. Sẽ làm được những cái này. Và cái ta cần biết đó là cái tuổi xuất hiện ung thư dạ dày thì thông thường là trên 40 tuổi và đỉnh điểm là 63 tuổi. Tỷ lệ nam với nữ thường là 2. Cái tần suất phổ biến trong mọi thể ung thư. Còn riêng cái nhóm mà di truyền này thì nó lại khác. Nó là trẻ và phụ nữ nữ nhiều hơn. Nhưng mà tỷ lệ ung thư di truyền thì rất là thấp, nó không quá 3% thôi. Một yếu tố nữa chúng ta cần lưu ý đó là yếu tố gia đình và yếu tố di truyền, hai cái này nó có khớp nhau không? Yếu tố gia đình và yếu tố di truyền, hai cái đặc điểm này trong ung thư dạ dày á. Trong ung thư dạ dày thì yếu tố gia đình và yếu tố di truyền, hai cái danh từ này có phải là một không? Mời bạn, bạn theo bạn có phải là một không? Các bạn nào biết không? Tức là yếu tố gia đình và mời em. Cảm ơn em. Thực ra thì cái ý của thầy hỏi thì đừng có hơi lệch ra một chút. Thầy ý muốn nói là cái yếu tố di truyền á, nó không phải là một. Di truyền chắc chắn là gia đình. À,
Còn gia đình không chắc là di truyền. Bởi vì sao? Ở đây muốn hàm ý là yếu tố gia đình là yếu tố chung sống trong một môi trường và có thể sử dụng những cái thực phẩm, những cái thói ăn uống là giống nhau. Đó là. Như vậy di truyền thì nằm trong, nhưng mà có những cái yếu tố không phải di truyền nhưng cũng nằm trong gia đình, đó là do thói quen ăn uống và gì, và vấn đề lây HB trong cùng môi trường ăn uống với nhau. Thì người Việt Nam của chúng ta thì có thói quen là trong gia đình ăn chung, dùng đũa chung, dùng chén đũa chung, tất cả cái gì chung hết. Do đó trong yếu tố gia đình thì ngoài yếu tố di truyền nó còn có vấn đề là lây chéo HB trong cùng gia đình và thói quen ăn uống giống nhau trong một gia đình, nó cũng là làm tăng nguy cơ lên, nhất là những cái HB mà có nguy cơ ung thư dày cao. Là những điểm mà chúng ta cần nên lưu ý hả? Như vậy thì trong một cái bài giảng, cái phần mà chúng ta thường hay ít quan tâm là phần quan trọng nhất là phần đại cương. Nó cho chúng ta một cái nhìn rất khái quát ha, và chúng ta phải thuần thục cái này là cái khái quát nhất về ung thư dày ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cái phần nữa là phần phân loại. Thì ung thư dạ dày nó có rất nhiều loại về mô học, rất nhiều loại. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta thường có thể gặp một trong bốn loại này, còn những loại khác thì cực cực hiếm, cực cực hiếm. Okay. Trong bốn loại đó thì cái loại thông thường nhất mà chúng ta vẫn hay gặp trong lâm sàng đó là ung thư biểu mô tuyến. Ung thư biểu mô này thì có tên gọi là carcinoma. Thì cái này là chiếm chủ yếu, nó khoảng chừng 95% các trường hợp. Thì trong cái ung thư biểu mô này thì đa số là biểu mô tuyến, còn tế bào vẩy thì rất là hiếm. Như vậy carcinoma tức là trong 95% là những cái ung thư biểu mô, và trong đó đa số là biểu mô tuyến, thường ở dạ dày. Còn biểu mô vẩy thì có một tỷ lệ ít, nó nằm ở phần cao và dày gần ở thực quản hơn, rất là ít. Ngoài ra nó còn ba cái thể khác, ba cái thể này cộng dồn lại có 5% thôi, ba cái này cộng thể dồn 3-5% thôi. Thì trong ba phần này thì có phần thứ nhì cũng có thể gặp, đó là lymphoma dạ dày. Lymphoma dạ dày đó là những cái ung thư của cái mô lympho nằm trong cái lớp niêm mạc dạ dày, nó không phải là tế bào biểu mô mà nó có nguồn gốc là những cái tế bào lympho, những cái mô lympho nằm trong thành dạ dày. Cái này nó tạo một ung thư chiếm tỷ lệ khoảng 2% thôi. Cái loại thứ ba ít gặp hơn nữa đó là cái GIST dạ dày. Chúng ta hay nói đến điều này nhưng mà thực ra tỷ lệ của nó chỉ có khoảng chừng 1-1.5% thôi. Tức là ung thư mô đệm đường tiêu hóa nhưng mà đóng ở dạ dày. Những cái thương tổn này thường là nằm ở dưới cái lớp biểu mô á, trong lớp niêm mạc vẫn đội lên, đó là ung thư mô đệm đường tiêu hóa. Nó có thể xuất hiện ở những nơi khác, có thể là ở ruột non, ở đại tràng, nhưng mà ở dạ dày thì thường hay gặp hơn, dạ dày và ruột non, đại tràng thì ít hơn. Thì đây cũng là một ung thư mà nó có tiên lượng nó tương đối tốt hơn là ung thư biểu mô tuyến. Và cái loại thứ tư là carcinoid dạ dày. Carcinoid dạ dày là cũng là một ung thư mà nó xuất phát từ những cái tế bào thần kinh và nội tiết nằm trong cái dạ dày, nó thành dạ dày. Đó đó. Thần kinh và nội tiết nằm ở trong cái lớp niêm phía dưới niêm á, hả, nó thành dạ dày, cái nội tiết. Như vậy thì ung thư dạ dày nó có nhiều dạng, nhưng mà bốn dạng này là cái dạng có thể gặp, trong đó có một dạng phổ biến là ung thư tuyến, biểu mô tuyến. Còn lại những cái dạng khác ít gặp nhưng mà chúng cũng nên hiểu để biết được các cái mô học này. Và các kiểu mô học này nó cũng xuất hiện ở trong ống tiêu hóa. Tức là tần suất thì nó có khác, nhưng mà trong ung thư ruột non và ung thư đại tràng thì nó cũng nằm trong thường bốn cái nhóm này. Tức là biểu mô tuyến, lymphoma, GIST và carcinoid. Ở đại tràng ruột non cũng vậy, nhưng mà cái tần suất nó sẽ thay đổi chút ít so với dạ dày. Thì nói đến ung thư tiêu hóa thì các em phải nhớ đến là ung thư tiêu hóa thông thường là carcinoma. Tuy nhiên thỉnh thoảng có thể gặp những cái thể khác, ít gặp hơn. Ít gặp hơn. Nói về hình thái học, khi nãy chúng ta đang nói về vấn đề mô học, tức là vấn đề phân tích.
bị da phổ bệnh. Còn bây giờ chúng ta đang nói đến cái chuyện hình thái học, tức là nhìn thấy bằng mắt thường qua đại thể hoặc là qua nội soi hình thái học. Thì trong đó ung thư dày dạng loét, tức là nó lõm xuống, nó tạo giống như ổ loét như vậy, nhưng mà nhìn kỹ á, thì cái bề của nó không mềm mại, nó sẽ gồ ghề, cái đáy của nó nham nhở, nhưng mà nó lõm bề mặt xuống và nó là ổ loét và dễ đánh lừa cái chuyện là loét là dày. Thì tỷ lệ 25%, 25%. Cái dạng thứ hai là cái dạng polyp, tức là cái dạng nó lồi lên, nó đội lên, nó lồi lên giống như polyp, cũng khoảng 25%, 25%. Cái dạng thứ ba là cái dạng ung thư lan tỏa bề mặt, tức là nó lan tràn ra, nó không có ăn sâu vào trong cái lớp cơ, lớp niêm mạc, rồi nó lan ra bề mặt. Thì đây là một cái dạng ung thư sớm, tức là ung thư bề mặt của niêm mạc, tức là ung thư ở bề mặt thôi, cái lớp biểu mô thôi ha. Và đây là cái ung thư có tiên lượng rất là tốt, bởi vì nếu chúng ta phát hiện sớm, chúng ta cắt đi thì sẽ triệt căn nhiều hơn và thời gian sống sẽ lâu hơn. Đó nè. Thì ở tại Nhật người ta phát hiện cái nhóm này rất là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta thì thường chúng ta bệnh nhân đi nội soi muộn và chúng ta phát hiện cái thể này được ít, rất là ít. Đó. Và ở Nhật người ta tầm soát thường xuyên, tức là đến tuổi là người ta tầm soát chứ không cần cái dấu hiệu gì, chủ động tầm soát, và nhờ điều đó mà người ta phát hiện ung thư sớm này rất là nhiều, 30%. Thì tại sao mà phát hiện được khi mà nó chưa có gồ ghề, nó chưa có nổi lên, nó chưa có lát, chưa có sùi, là bởi vì có một cái tính chất rất hay thế này, là khi mà những cái dòng mà máy nội soi thế hệ mới có một cái ánh sáng nó phát ra, nó chiếu bề mặt cái niêm mạc, thì những cái vùng là cái ung thư thì nó nổi lên, cái màu nó khác đi. Khi mà nội soi thì cái màu của vùng ung thư nó khác cái màu bị một không ung thư, và chính cái người nội soi tinh tế sẽ nhận diện cái sự đổi màu trên nội soi đó, cái chưa cái hề gồ ghề, chưa loét gì cả, mà người ta sẽ sinh thiết nhiều mẫu, và đó là cơ hội để phát hiện ra ung thư sớm. Dạng này ở Việt Nam chúng ta thì trung bình trên thế giới khoảng 5%, mà riêng tại Nhật thì rất là nhiều cái chương trình tầm soát. Cái dạng thứ tư đó là cái dạng thâm nhiễm, tức là cái này nó khác ở bề mặt này, bề mặt tức là nó lan tỏa bề mặt, nó không có thâm nhiễm, nó không ăn vào cái lớp cơ, nó dưới niêm lớp cơ. Còn cái dạng thâm nhiễm này thì nó sẽ gì, 90% ung thư này nó vừa lan rộng theo cái chiều ngang mà nó vừa ăn sâu theo chiều sâu, tức là nó sẽ ăn từ lớp dưới niêm ăn vào lớp cơ, nó làm cho biến dạng cái dạ dày đi, biến dạng dạ dày đi, cái dạ dày nó có thể biến thành giống như chiếc hài phụ nữ vậy, co giấm lại, đó nè, nó làm cái dạ dày co rút lại và nó thâm nhiễm vào các lớp, qua các lớp. Còn cái lớp này là thể lan tỏa bề mặt, là chỉ cái bề mặt thôi. Còn cái lớp này là vừa lan tỏa bề mặt mà là vừa thâm nhiễm qua các lớp, làm về nó biến dạng co rút lại. Và cái dạng này là tiên là rất xấu. Bởi vì sao? Khi nội soi chúng ta hay nhầm tưởng nó với là một cái viêm dày mãn tính. Bởi vì cái nó không có nổi gồ ghề, nó cũng không loét, không xù gì cả. Và rất nhầm lẫn, rất dễ nhầm lẫn qua nội soi. Cái thể này thường tiên là rất xấu, bởi vì khi phát hiện ra đã muộn rồi và đã di căn rồi. Và cuối cùng cái thể mà dễ phát hiện nhất là thể tiến triển, tức là những cái u sùi gồ lên lở loét, u sùi lên mình nhìn vô thấy ngay. Cái đặc trưng của ung thư là những cái u sùi à. Thì cái thể này là thể tiến triển, u sùi là chiếm 35%, là thể này rất là dễ nhận diện qua nội soi nhìn vào thì. Như vậy thì chúng ta phải nhớ năm cái hình thái học trên lâm sàng này, mà những hình thái học này sẽ được mô tả qua nội soi, qua nội soi. Và nếu bạn nào có dịp tham gia cuộc mổ thì sau khi chúng ta mổ ra xong, chúng ta sẽ dạy chúng ta nhìn thì chúng ta cũng thấy được năm hình thái này, năm hình thái này. Tuy nhiên trên lâm sàng thì chúng ta thấy được cái gì, loét, polyp và tiến triển, thâm nhiễm, nhưng mà cái lan tỏa bề mặt này mắt thường chúng ta rất là khó thấy. Cái lan tỏa bề mặt này thường là máy nội soi, khi mà chiếu cái ánh đèn nó bắt đầu soi vào thì nó sẽ đổi màu. Còn trên mắt thường chúng ta mà cắt cái dày đã xong rồi, khi mà dày nó cắt xong rồi thì máu nuôi nó không còn nữa, nó không còn máu nuôi nữa, và khi đó chúng ta khó nhận diện được cái chỗ nào là ung thư hay không ung thư. Như vậy năm hình thái, loét, polyp, lan tỏa bề mặt,
thâm nhiễm và tiến triển, và chúng ta phải biết để sau này các bạn có làm nội soi dạ dày hay các bạn đọc một kết quả nội soi dạ dày, các bạn hình dung người ta đang hướng đến cái gì trong cái đó. Và nếu như một ca nào đó mà mình nghi ung thư mà nội soi hoài nó không có ra thì mình liên tưởng đến cái gì trong năm thẻ này, năm cái gì trong này, những thẻ nào có thể nhầm lẫn? À, lát có thể nhầm lẫn nè, nhầm lẫn có lát dạ dày, cho nên là nhìn thấy ổ lát cũng phải sinh thiết chứ không phải thấy ổ lát mà bỏ qua, coi chừng là ung thư dạng lát. Như vậy cái thẻ đầu tiên có thể nhầm lẫn là thẻ lát, thẻ thứ nhì thì ít khi nhầm lẫn, nó rõ ràng rồi đúng không ạ, thẻ thứ ba là rất dễ nhầm lẫn với một cái viêm dạ dày, đó là cần phải sinh thiết nhiều mẫu. Thẻ thứ tư cũng rất dễ bị nhầm lẫn là nhầm lẫn với viêm dạ dày mạn tính co rút lại, và thẻ này đã phải cần lấy gì, chụp CT hay là chụp dạ dày cảm quang để mà phân biệt thẻ lẫn rồi. Như vậy trong năm thẻ này thì chúng ta có thể thấy rằng gì, đến ba thẻ có thể nhầm lẫn và có thể đánh lừa người nội soi. Đó là thẻ bề mặt, thẻ thâm nhiễm và thẻ lát. Do đó, trên lâm sàng nếu mà chúng ta thấy một ca nghi ngờ ung thư dạ dày mà nội soi nó chưa ra thì chúng ta cũng có thể hội ý bác sĩ nội soi để gì? Nội soi lại lần hai và sinh thiết nhiều mẫu hơn. Về phân loại, ung thư riêng của nhóm biểu mô tuyến, tức là carcinoma biểu mô, thì trong này chúng ta sẽ có, nếu mà phân 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 loại thì ha, thì chúng ta sẽ gì, tức là CRAS 123 đó, trong cái nhiều cách ghi của đồ Việt hóa cũng được, hay là CRAS 123, tức là nó có gì tốt, trung bình, kém. Cái này là cái nghĩa gì, Việt hóa tốt nghĩa là sao? À, các bạn đã biết không, Việt hóa tốt nghĩa là sao? Việt hóa tốt và Việt hóa kém thì cái nào tiên lượng tốt hơn? À, Việt hóa tốt. Việt hóa càng tốt tức là ý nó cái độ ung thư của nó không ác lắm mà nó gần với mô bình thường hơn. Trung bình và kém, như vậy là độ Việt hóa càng kém bao nhiêu thì tính chắc ung thư càng dữ bấy nhiêu và tỷ lệ xấu bấy nhiêu. À, trong tế bào nhẫn là gì? Đây là một khái niệm mà chúng ta cũng có thể gặp trong những cái ung thư khác ngoài ung thư dạ dày. Nhưng mà ung thư dạ dày thường gặp nhất, người ta hay dùng cái từ tế bào nhẫn. Định nghĩa tế bào nhẫn là một khái niệm của giải phẫu bệnh chứ không phải lâm sàng. Khi nào mà người ta coi tiêu bản, người thấy rằng là trên tiêu bản đó có sự hiện diện trên 50% tế bào dạng nhẫn trên tiêu bản, trong tiêu bản đó mà có 50, trên 50% có tế bào dạng nhẫn trở lên thì thường được gọi là ung thư dạ dày tế bào nhẫn. Như vậy tế bào nhẫn nghĩa là sao, có đặc điểm gì mà gọi là tế bào nhẫn? Về số lượng thì có 5 trên 50% tế bào nhẫn hiện diện tế bản. Nhưng mà về đặc điểm mô tả thì cái tế bào thế nào gọi là tế bào nhẫn? À, đó là những cái tế bào mà vì do ung thư này mà nó tiết rất nhiều chất mucin ở trong cái bào tương á. Và cái tế bào nó to lên, nó căng lên do chứa quá nhiều chất mucin, cái chất nhầy trong tế bào á, và nó đẩy lệch cái nhân tế bào về một phía ra sát cái viền ở ngoài á. Và khi mà tế bào nó căng to lên mà một cái nhân tế bào nó lệch ra sát cái viền ngoài thì hiện tạo hình ảnh giống như một chiếc nhẫn với hạt kim cương đính trên chiếc nhẫn như vậy. Tại tiêu bản nó giống như chiếc nhẫn, có cái vòng nhẫn và cái hạt kim cương, như là bào tương và cái nhân tế bào. Đó là một cái đặc tính của những cái tế bào ung thư mà dạng tăng tiết mucin trong cái bào tương. Đó này. Thì những cái ung thư này là những cái ung thư mà thuộc cái nhóm biệt hóa kém. Nó là nhóm biệt hóa kém. Biệt hóa kém mà. Và thường gặp ở phụ nữ, trẻ, thể lan tỏa, có thể di truyền hay là không di truyền. Đó này. Thì gặp cũng mọi mọi thể nhưng mà thường nữ nhiều hơn và nó tiên lượng đó. Đó là một cái thể đặc biệt ha. Mà ung thư mà nhẫn này không chỉ gặp trong dày, nó có thể gặp được những ung thư khác, ví dụ như là ung thư đại tràng cũng có thể tế bào nhẫn, ung thư tụy cũng có thể, ung thư túi mật cũng có thể. Đó, nhưng mà ít gặp hơn, dày dày là hay gặp hơn. Và một bệnh nhân nào mà nếu có di truyền ha, thì tức là bệnh nhân có đột biến trên sinh nung, cái này mình nói cái nãy rồi, đây là gì, khuyên các cái giai toàn nên nên cắt, tại vì cái tần suất nó xuất hiện cao quá, nên các cái giai toàn phần
trước khi mà khối u xuất hiện là một cái khuynh hướng hiện nay đang phổ biến. Bởi vì ngày nay thì các vấn đề dinh dưỡng nó không phải là vấn đề quá lớn, cho nên mình nhân cắt hệ dài toàn phần thì vẫn có thể sống gần như bình thường bằng cái chế độ ăn phù hợp hiện nay như ngày xưa nữa. Đó là những cái khái niệm về thương tổn bệnh lý, về phân loại ung thư. Dạ dày thì có nhiều cách phân loại. Cái đầu tiên là cách phân loại dựa trên cái vị trí ung thư nó xuất hiện ở đâu trên dạ dày. À, thì cái chỗ hang vị là nhiều nhất 40%. Ở thân vị và đáy vị thì 30%. Ở tâm vị 25%. Và thể lan tỏa 5%. Đó là các cái vị trí ung thư có thể xuất hiện trên dạ dày. Như vậy các em thấy nó có thể xuất hiện ở mọi vị trí. À, mọi vị trí. Từ tâm vị cho đến môn vị, tâm vị, đáy vị, thân vị, hang vị, môn vị, tiền môn vị. Và hầu như ung thư nó không có lan qua tá tràng. Nó không xuất hiện ở tá tràng. Dù tá tràng rất là ngày dài nhưng mà cái mô học nó khác. Cho nên ung thư hầu như nó không xuất hiện tá tràng. Nó có thể là xâm lấn từ vùng tiền môn vị qua cái môn vị. Nó có thể lan theo cái chiều biên giới. Nhưng mà ung thư nó không mọc nguyên phát ở tại thành tá tràng là rất là cực kỳ hiếm. Về phân loại TNM thì kinh điển chúng ta vẫn dùng cái phân loại này. T1, T2, T3. Thì lát thầy sẽ chiếu hình ảnh thế nào T1, T2, T3, T4. N1, N2, N3 và M0, M1, M1X. Lát nữa mình sẽ đi sau thế nào là T1, thế nào là N1, N2, N3. Thì cái phân loại TNM này nó giúp ích cho chúng ta gì? Trong vấn đề quyết định phương án điều trị. Dựa trên em này, cái nào thì cần hóa trị trước, xạ trị trước, cái nào thì cần phẫu thuật trước, hóa trị sau, rồi cái nào thì không thể mổ được nữa. Ví dụ như nếu mà đã N3 rồi thì không thể nó mổ triệt để được vì ông ta đã lan tỏa rồi, hay là M1 rồi, những bệnh nhân mà có hoặc là N3 hoặc là M1 đi căn rồi. Đã N3 thì chắc chắn là không thể mổ dài, không cắt được, không có ý nghĩa. Còn nếu là M1 mà cái M1 đó chúng ta cắt được đồng thời thì chúng ta sẽ mổ. Còn mà thường đã M1 di căn rồi thì vấn đề cắt dài nó không có ý nghĩa nữa. Bởi vì khi nó xuất hiện một cái M1 thì nó có thể xuất hiện những chỗ khác mà chúng ta chưa thấy. Còn cái T thì cái T4 nó chia làm hai loại là T4A và T4B. T4A là ở cái bề mặt ở ngoài thanh mạc, 4B là xâm lấn qua lân cận. Nếu bề mặt mà chưa xâm lấn qua lân cận thì chúng ta có thể cắt hệ dài được. Còn nếu xâm lấn qua lân cận mà cơ quan đó chúng ta không thể cắt bỏ được thì khi đó có việc cắt hệ dài được cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà cái TNA này rất quan trọng trong vấn đề chúng ta quyết định phương án điều trị. Nếu những cái ung thư mà đã xâm lấn, đã di căn mà ngoài vòng kiểm soát của ngoại khoa thì khi đó có việc phẫu thuật cắt bỏ dài dài là không còn ý nghĩa. Đây là chúng ta nói về cái T. Thì cái này nó cũng chung cho những cái ung thư tổn nói chung. Tức là T1 là khi mà nó ở trên bề mặt. Ở bề mặt. Nó chưa qua cái màng đáy. Ở trên cái lớp niêm mạc thôi. Cái này, lớp niêm. Và lớp dưới niêm thôi chứ cũng chưa qua. Nếu mà ở cái này không á. Nếu mà ở cái lớp này không á. Thì nó gọi là T0 là bề mặt. Lớp này thôi. Nhưng mà lan qua đến đây rồi, đến cái lớp dưới niêm này nhưng mà vẫn chưa qua lớp cơ thì cái này vẫn là T1. À, còn nếu ở riêng cái đoạn này thôi thì T0 rất là sớm. Còn đến đây là T1. T2 là cái ung thư đã đi qua cái lớp niêm mạc mà đến lớp cơ rồi. Lớp cơ. Còn T3 là để đi qua lớp cơ rồi và bắt đầu xâm nhiễm đến cái lớp thanh mạc. Mặt dưới thanh mạc. Còn T4 là nó đã gì? Lộ ra phía bề ngoài thanh mạc. Mình nhìn bằng mắt thường mình thấy rồi. Em nhớ 4 cái điều này. Trong này nó thiếu cái T0. T0 là chỉ ở cái lớp bề mặt này thôi. Nó chưa qua cái màng đáy này. Đây là cái màng đáy. T0 chỉ ở lớp bề mặt này. Mà nếu mà T0 thì chúng ta có thể gì? Cắt hết mặt này. Đây, tới đây. Là bệnh nhân sẽ hết hẳn mà khỏi cần phải mổ. T0 thì ở bề mặt này, chưa qua màng đáy này, thì T0 nó thông thường là nó kéo theo gì? N0 và M0. T0 thì thông thường đó, nó chưa dây gan hạch và chưa dây gan xa. Cho nên là khi T0 thì thường nó kéo theo là N0 và M0.
Và nếu là tê giơ này thì chúng ta có thể dùng biện pháp vạch nội soi dạ dày và cắt hết cái niêm mạc này thôi. Tất nhiên cắt là cắt tới đây, tới lớp cơ, và mình bảo toàn cái dày, cái niêm mạc xung quanh sẽ bò ra che lại. Còn T1 là đã qua màng đáy đáy nhưng mà chưa lớp cơ. T2 là đến lớp cơ. T3 là qua hết lớp cơ đến cái lớp thanh mạc ở mặt trong. T4 là T4A là nó ra đến bề mặt của thanh mạc mình nhìn thấy mắt thường. Còn T4B là sao? Là nó xâm lấn vào cơ quan lân cận. Cơ quan lân cận ở phía ngoài T4B, tức là đã ăn vào cơ quan lân cận. Ví dụ như dạ dày nó ăn vào tụy chẳng hạn, xâm lấn vào tụy. Hay là ở gan, ăn dính vào trong gan. Đó nè. Về lâm sàng, cái này các em đã biết rồi. Lâm sàng thì triệu chứng của ca dạ dày nó cũng gì, chồng lắng với rất nhiều triệu chứng cơ quan khác, hoặc là chứng chính bệnh dạ dày mà không phải ung thư. Và đây chính là cái điều mà chúng ta có thể bị nhầm lẫn. Ví dụ như là gì, nặng bụng sau ăn, chán ăn, nó làm tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ra máu, nút khó, táo bón, đại tiện phân đen là khi đã biến chứng rồi. Như vậy cái giai đoạn đầu của nó, giai đoạn đầu của ung thư dạ dày thì những dấu hiệu này rất là mơ hồ. Nặng bụng sau ăn, rồi chán ăn, rồi không muốn ăn thịt, nó làm tiêu hóa. Thì những cái giai đoạn đầu, những triệu chứng này nó rất chồng lắng với những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược ở dạ thực quản, đó là, hay là viêm tụy mạn, hay là viêm túi mật vân vân. Và những cái dấu hiệu giai đoạn sớm này thông thường nó không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn. Còn những cái giai đoạn sau, khi mà nó đau bụng, nó buồn nôn và nó nôn, tức là nó u nó tiến triển rồi, hoặc là nó có thể hẹp môn vị, hay là tắc tâm vị, hay nôn ra máu, tức là u đã xà loét xuất huyết rồi thì quá nặng rồi ha, hay là nuốt khó là u tâm vị, nó sẽ gì, nó sẽ làm tắc tâm vị, táo bón, hay là đại tiện phân đen rỉ rả, hay là bệnh nhân toàn thân có thiếu máu, da xanh sụt cân, thì những dấu hiệu này là những dấu hiệu đã muộn rồi ha. Và cái khối u thường vị xuất hiện chỉ 25% của trường hợp thôi, tức là chúng ta chỉ sờ được 25% của trường hợp. Còn 75% trường hợp là những cái u nó nhỏ đến mức độ chúng ta không sờ được. Còn nếu nó sờ được thì nó quá trẻ. Gan to 10%. Cái gió óc buổi sáng chỉ có khi mà hẹp môn vị thôi hả? Và nhìn chung, các em nhớ câu này nè, nhìn chung những dấu hiệu báo động cho ung thư dạ dày là không đặc hiệu. Là cái dấu này đây, đầu tiên không đặc. Những cái dấu này nó sẽ nhầm lẫn với rất nhiều cái bệnh khác của dạ dày hay là những vùng thường vị khác. Nhìn chung những dấu hiệu báo động là không đặc hiệu. Và khi những dấu hiệu báo động đã đặc hiệu là những cái này, đau bụng, nôn ói, đại tiện phân đen, thiếu máu da xanh này, thì khi đó bệnh đã tiến triển xa và tiên lượng xấu. Đó. Đây là cái điều chúng ta cần phải nhớ ha. Những dấu hiệu không đặc hiệu dễ nhầm lẫn thì ở giai đoạn sớm. Còn khi những dấu hiệu mà đã tiến triển rõ ràng thì bệnh nhân qua động muộn, tiên lượng xấu rồi. Như vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta làm sao để chẩn đoán sớm cái tiên lượng tốt? Và làm sao? À, lát nữa qua cái phần tiếp cận chẩn đoán mình sẽ nói vấn đề đó. Nhưng để hiểu đó chúng ta phải biết phần triệu chứng nữa nè. À, triệu chứng. Tức là những dấu hiệu không đặc hiệu thì ở giai đoạn sớm, mà khi dấu hiệu tiến triển thì giai đoạn muộn, tiên lượng xấu. Di căn ung thư dạ dày thì nếu mà thường nói dân hạch thì hạch nó thường hạch bên trái, hạch Razier là hạch ở tường đầu bên trái. À, khi đó là M1 tiến triển xa rồi. Ngoài hạch Razier thì cũng có một số trường hợp nó có hạch Virchow ở cổ, dọc qua cổ, nhưng mà ít gặp hơn. Còn nếu như mà di căn vào ổ bụng thì thường nó những cái mảng ung thư nằm ở cái phúc mạc ở trước trực tràng, tức cùng đục lạ. Và cái mảng nó gọi là mảng Klummer. Thì khi mình thăm trực tràng mình có thể sờ được cái vùng sượng sượng, nó tràn từ ngoài thành trực tràng nó tràn vào. Cái mảng này nó nằm ở dưới túi cùng. Còn nếu di căn vào buồng trứng thì gọi là Ocrocamber, là những di căn dạ dày, di căn vào buồng trứng. Dạ dày nó nằm gần tụy cho nên có thể xâm lấn tụy. Rồi nó qua mạch máu lớn và phúc mạc, nó rải rác những cái nốt di căn trong phúc mạc hay là bán bụng. Nó gây xâm lấn qua đại tràng, qua ruột non, nó thì di căn ở não, phổi, xương. Nhưng mà là di căn của nó rất là nhiều, nhưng nhất là hay gặp nhất là gan, mạch nối, phúc mạc là hay gặp, ha, là hay gặp, gặp những cái hạch ở trong ổ bụng. Về cận lâm sàng. Thì xét nghiệm máu thì thông thường là giai đoạn sớm chưa có gì, nhưng mà giai đoạn trễ hơn thì bệnh nhân sẽ xuất hiện thiếu máu nhược sắt. Nặng hơn nữa thì bị suy dinh dưỡng và ăn nguyên giảm.
Tụ bi bin tăng thì rất là ít, chỉ có khi bệnh nhân có tắc mạch thôi, cái biến chứng xâm lấn đường mạch cái tắc mạch mới có cái này, còn bình thường thì không. Cái mắc ung thư CA thì nó chỉ tăng trong 65% của trường hợp. Lưu ý rằng CA nó có thể không tăng trong ung thư dạ dày, và ngược lại nó có thể tăng trong nhiều cái ung thư khác ngoài dạ dày, chứ không phải dạ dày không. Đó nè. Mắc ung thư phân thì có 50% của trường hợp. Đó nè. Như vậy là những dấu này không có dấu nào 100% cả. À. Và lưu ý là X quang dạ dày cái cản quang thì có đến 20% là âm tính giả, tức là bệnh nhân có ung thư thật nhưng mà X quang dày nó bình thường. Bởi vậy là những cái ung thư gì, ví dụ ung thư thể lan tỏa bề mặt, à, những ung thư còn rất nhỏ, đó là, hay là thể bề mặt, thì cái đó có thể ung thư dày này có thể bị bỏ sót để X quang. Chính vì lý do đó mà hiện nay X quang dày cận quang ít được sử dụng mà được thay thế bằng cái gì? Bằng nội soi sinh thiết và bằng CT nhiều hơn. Tuy nhiên đối với cái thể mà cái thể plastica thì cái thể đó là X quang nó có giá trị vì nhìn thấy rất là rõ khi vậy nó biến dạng ra hình như chiếc hài phụ nữ. Thì nội soi hài dài sinh thiết vẫn là hữu hiệu nhất và là tiêu chuẩn vàng. Đó là. Nhưng mà lưu ý là chúng ta cần nội soi và sinh thiết đúng vị trí và đủ mẫu. Có nghĩa là phải sinh thiết nhiều mẫu ở nhiều vị trí khác nhau và đủ sâu. Nếu chúng ta sinh thiết một vị trí, có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Như vậy nội soi dài sinh thiết vẫn là cái tiêu chuẩn vàng toán ung thư dạ dày. Nhưng mà lưu ý rằng không phải lúc nào nội soi sinh thiết một lần là ra ngay, mà có thể chúng ta phải sinh thiết lại lần hai, lần ba. Rồi siêu âm bụng thì thông thường thấy cái gì? Cho bệnh nhân uống nước nhiều lên. Uống nước nhiều lên thì dạ dày nó giãn ra. Chúng ta siêu âm thấy rằng là trong cái dài cái chỗ nào mà cái thanh này dài nó dày lên mà nó không giãn ra được thì khi đó chỗ đó nghi ngờ là ung thư. Như vậy siêu âm sẽ phát hiện ung thư dài qua cái độ đo cái độ dày thành của dài bất thường. Siêu âm qua nội soi thì hiện nay Việt Nam chúng ta có làm rồi, đây là một cái kỹ thuật rất là mới và giúp phát hiện rất là sớm. Tức là cái đầu dò nội soi, cái đầu dò siêu âm sẽ được gắn lên máy nội soi và đi theo cái đường nội soi dài. Và cái siêu âm này sẽ được siêu âm trực tiếp trên bề mặt của niêm mạc dạ dày. Và những cái bất thường về cấu trúc của niêm mạc, dưới niêm mạc cái lớp cơ đều thấy rất rõ. Và cái siêu âm nội soi này giúp phát hiện rất là sớm và giúp phân loại TNM, đặc biệt là cái T rất là tốt. Hiện nay có một cái kỹ thuật mà phổ biến mà cũng rất là tốt, đó là CT bụng có cản quang. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy được gì? Những cái dày thành bất thường của dạ dày, chỉ điểm cho ung thư. Những cái biến dạng, những cái thâm nhiễm, và kể cả những cái hạch di căn ở cạnh dạ dày hay là ở xa hơn, hay là những cái di căn ổ bụng khác. Nhưng lưu ý một cái điều là khi chụp dạ dày cản quang thì chúng ta phải cho bệnh nhân nhịn đói và phải uống nước căng lên cho dạ dày nó căng. Nếu chúng ta để thức ăn lẫn lộn thì hoặc là chúng ta không cho uống nước dài căng lên, dài nó co lại. Và biết là khi dài nó co lại thì cái thành nó sẽ dài một cái sinh lý. Khi dài mà nó co lại thì cái thành này dài nó sẽ dài lên rất bình thường. Chỗ nào là cái chỗ có ung thư không ung thư. Do đó để mà dễ đọc thì chúng ta uống nước nhiều lên cho dài nó căng lên, nó giãn ra. Và khi nó giãn ra nó sẽ mỏng. Và chỗ nào nó không giãn được, nó không mỏng được thì chỗ đó chỉ điểm rằng là thành này dài bất thường. Và PET scan thì lý tưởng nhất, PET scan cũng một cái dạng CT. Nhưng mà gì? Cho chích một cái chất đồng bệnh phóng xạ, nó có gì? Nó có cái phóng xạ mà chúng ta chụp lên chỗ nào có tế bào ung thư thì chỗ đó nó sẽ lộ ra với những cái đốm sáng. Vì những cái hình quang nó hiện lên thì có thể cái này là phát hiện ra không chỉ là ung thư ở dạ dày mà tất cả những nhiều cái ung thư khác, đặc biệt những cái di căn xa. PET scan thì chụp toàn thân và đánh giá rất tốt ung thư dạ dày cũng như là những cái di căn của nó. Những tế bào ung thư nó sẽ tăng hấp thụ cái chất phát quang lên. Các biến chứng của ung thư dạ dày thì khi mà đã biến chứng rồi tức là đã muộn rồi. Biến chứng hay gặp nhất là thiếu máu, suy dinh dưỡng hay là suy tiêu hóa hay là hẹp môn vị. Khi ung thư ở phần xa dạ dày, ở phần tiền môn vị, hang vị. Còn ung thư ở phần tâm vị thì biến chứng tắc tâm vị. Cũng có trường hợp là ung thư dạng loét và biến chứng thủng dạ dày do ung thư. Hay là nó xâm lấn đường mật làm tắc mật.
xâm lấn ruột non làm tắc ruột non, hay là nó ăn ra bằng niệu quản thì làm tắc niệu quản, hay là những cái biến chứng do di căn đi di căn xa, do di căn di căn não chẳng hạn, làm bệnh nhân liệt nửa người, di căn xương làm đau nhức xương hay là gãy xương bệnh lý, di căn phổi thì làm tràn dịch bằng phổi chẳng hạn. Và chẩn đoán, đây là cái phần mà em phải thuộc lòng nè. Như vậy khi nãy giờ mình sẽ đi qua triệu chứng của nó về lâm sàng, phải cần được là những cái dấu hiệu đặc hiệu và không đặc hiệu. Như vậy thì chúng ta tiếp cần chẩn như thế nào? Như vậy thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra vấn đề lâm sàng và cận lâm sàng nghi ngờ thôi. Tức là không cần chờ đợi bệnh nhân có những dấu hiệu đặc hiệu. Không cần đợi chờ khi bệnh nhân phải ó ra máu, hay là phải sụt cân, hay là phải thiếu máu, hay là phải nôn ói, hay là phải sờ được khối u, chúng ta mới làm nội soi khi đã muộn rồi. Mà chỉ cần những bệnh nhân có những dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng nghi ngờ thôi. Lâm sàng nghi ngờ là gì? À, là đầy bụng, là khó tiêu, là chán ăn. Đó nè. Mà điều trị 2 tuần bằng nội khoa không đỡ thì chúng ta cho nên đi soi liền chứ đừng kéo dài thời gian. Đó nè. Thì phân biệt với những bệnh khác như là viêm dạ dày, trào ngược dạ thực quản vân vân. Như vậy khi có những dấu hiệu lâm sàng không đặc hiệu mà sau 2 tuần điều trị nội khoa không đỡ, cận lâm sàng nghi ngờ là gì? Ví dụ như là xét trong phân dương tính nè, hay là có marker nó dương tính chẳng hạn, nè, thì chúng ta sẽ nhanh chóng cho chỉ định nội soi và sinh thiết để xin chẩn đoán. Như vậy trong thời dài không cần phải đợi đến cái chuyện là dấu hiệu phải đặc hiệu, không cần phải quá rầm rộ, khi đó muộn, bệnh sẽ muộn rồi, và chỉ cần là có nghi ngờ thôi, đó là chúng ta sẽ nhanh chóng cho chỉ định nội soi sinh thiết, đó là cái tiêu chuẩn vàng để mà chúng ta chẩn đoán sớm. Những trường hợp chẩn đoán khó, khó là sao? Là chúng ta nội soi rồi nhưng mà lại không phát hiện ra, nhưng mà lâm sàng vẫn nghi ngờ, thì chúng ta có thể cho chỉ định nội soi lại lần hai, sinh thiết lại và đi khác. Hay chúng ta kết hợp với X quang hay là CT cận quang. Ví dụ như cái thể mà thể Plastica, thì cái thể này là nội soi có thể nhầm lẫn, thì chúng ta chụp X quang hay là CT sẽ rất rõ. Như vậy, trong trường hợp mà chẩn đoán khó thì chúng ta không ngần ngại cái việc mà chỉ định nội soi lại, sinh thiết lại. Hay là kết hợp với những kỹ thuật khác như là X quang, CT scan hay là PET scan. Đó là. Không nên là gì, chỉ dựa vào một cái nội soi mà loại trừ. Chúng ta nói khi nãy đó, có một số thể nội soi sẽ bỏ sót. À, như là thể loét, hay là thể bề mặt, hay thể thâm nhiệm. Như vậy là chúng ta sẽ nội soi lại, hay là hỗ trợ khi mà chúng ta nghi ngờ mà nó sẽ lần đầu chưa rõ. Và chẩn đoán dài dài thường trễ là do cái gì? À, do ba nguyên nhân. Một là do bệnh nhân. Là bệnh nhân thường ở cái thói quen là người ta tự đi mua thuốc dài người ta uống. Ta uống vào người ta cảm thấy tạm là dễ chịu đi. Và người ta không đi khám bệnh, không đi nội soi. Đây là cái nguyên nhân khá phổ biến ở Việt Nam. Tức là bệnh nhân nghĩ là bệnh dài dài là bệnh thông thường. Thì người ta không có thể phân biệt được cái chuyện mà giữa ca hài dài với lại những chuyện loét hài dài hay viêm hài dài. Và người ta tự điều trị. Đây là lý do của bệnh nhân. Lý do thứ hai, cũng có thể là do chính chúng ta. Tại sao là chúng ta khám rồi, nhưng mà chúng ta cũng có phần chủ quan là cho điều trị nội khoa kéo dài quá mà không cho nội soi sớm. Và chúng ta nên nhớ một cái thời gian cho phép là điều trị không nên quá 2 tuần. Nếu mà điều trị quá 2 tuần mà bệnh nhân không cải thiện thì chúng ta nên cho soi đi, đừng có chần chừ việc soi. Hay là gì? Hay là soi một lần rồi mà chưa ra kết quả thì chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải làm tiếp bước thứ hai tại cái bước này, chứ không nên chỉ soi một lần thôi rồi sau đó chúng ta tin tưởng cái chính xác, ta không cho soi lại. Hay là gì? Chúng ta soi rồi nhưng mà bác sĩ nội soi bị đánh lừa bởi những cái thể như là cái thể mà nói khi nãy đó, thể bề mặt chẳng hạn, hay thể loét mà không sinh thiết, hoặc là sinh thiết không đủ mẫu. Đó. Như vậy cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà do chính bác sĩ chúng ta có thể sẽ khó khăn trong những thể khó và làm cho chẩn đoán trễ. Cái thứ ba là do có thể là do những cái thể bệnh khó mà chúng ta không nghĩ đến. Đó là những cái thể bệnh mà hay gặp những phụ nữ trẻ, là cái thể bệnh mà đánh lừa chúng ta. Bởi vì ung thư dạ dày thường ở nam giới và lớn tuổi, bởi vì xuất hiện ở phụ nữ mà trẻ quá là chúng ta không nghĩ ra. Chúng ta nghĩ là một cái gì đó, bây giờ mà dài rồi chúng ta kéo dài thời gian này. Thì nói đến đây tôi có nhớ một ca ở bên Nguyễn Thị Phương, ở đây cũng khoảng 7-8 năm, một cô sinh viên trường sư phạm. Mới có 20,
21 tuổi thôi. Đây. Điều trị ở dài kéo dài cũng 1 năm rồi. Cũng đi nội soi ở những trung tâm cũng chuyên khoa đó. Nội soi cũng nhiều lần. Điều trị hoài không đỡ. Đến một lúc rồi đó là ói nhiều quá, suy kiệt quá. Thì vào viện mới chụp CT ra thì khi đó là ung thư ở dài có thể lan tỏa. Để lan tỏa thâm nhiễm á. Cái dạ dày nó biến dạng, nó co lại như chiếc hài phụ nữ. Và bệnh nhân đã xuất hiện rất nhiều dịch trong ổ bụng rồi, và hạch ổ bụng rồi. Tức là đã quá khả năng phẫu thuật. Và chỉ việc là gì? Là cái ung thư nó xuất hiện ở phụ nữ trẻ quá và đánh lừa chúng ta. Chúng ta không nghĩ chuyện đó. Dù đã có từng đi khám ở những cái trung tâm cũng khá chuyên khoa, nhưng mà cũng đã bị bỏ sót. Đó là những cái thể khó. Như vậy, đứng trước ung thư dạ dày, nó có thể chẳng đoán trẻ, có thể do bệnh nhân, có thể là do chính chúng ta, và có thể là do một số cái bệnh ích kỷ ra. Và khi chúng ta biết điều này thì chúng ta có thể phòng tránh được, có thể tránh bỏ sót được. Về chẳng đoán ung thư dạ dày thì làm thế nào để chẳng đoán ung thư dạ dày sớm? Cái khái niệm sớm này nó khác nhau trong từng quốc gia. Ở Việt Nam chúng ta mà nói đến sớm có nghĩa rằng là ung thư dạ dày nó còn cắt bỏ được, còn làm triệt để được. Có nghĩa là có thể là T1, T2, thậm chí T3. Nhưng mà N có thể là N0 hoặc N1. À, thì ở Việt Nam chúng ta được xem là tương đối đó. Nhưng mà tiêu chuẩn quốc tế gọi là sớm á, tức là người ta chẳng đoán gọi là T0 á, hoặc là T1 hoặc N0 mới gọi là sớm. Tức là ung thư chỉ xuất hiện ở bề mặt hay ở niêm mạc thôi, mà chưa di căn hạch mới gọi là sớm. Là cái ung thư sớm này được phát hiện qua chương trình tầm soát định kỳ, còn lâm sàng bệnh nhân chưa có gì thay đổi cả. Và những giai đoạn sớm này thì sẽ phẫu thuật triệt để rất là tốt. Và đánh giá khi mà chẳng đoán ung thư dạ dày thì chúng ta phải biết rằng sớm hay là không sớm, đánh giá tiền này mà giai đoạn nào. Và giai đoạn, cái giai đoạn này thì liên quan đến cái tiền này. Và chẳng đoán vị trí khối u nằm ở đâu đó dạ dày. À, hang vị hay là tâm vị hay là thân vị, rồi đồ biệt hóa tốt, trung bình hay là kém, và mô học loại gì, carcinoma hay là lymphoma hay là GIST hay là carcinoid, và có biến chứng chưa. Đây là những cái yêu cầu cần được trả lời khi mà chẩn đoán ung thư dạ dày, chứ không phải chẩn đoán ung thư cài dày là hết. À, không phải vậy, trả lời rất nhiều câu hỏi. Anh ạ, ung thư này có sớm không, anh ạ, TNA ở giai đoạn nào, ha, rồi ung thư vị trí nào trong dạ dày, đồ biệt hóa, mô học và biến chứng. Thì đây là những cái yêu cầu khi chúng ta có một cái chẩn đoán ung thư dạ dày đầy đủ. Và cái điều này mới giúp chúng ta có được một định hướng điều trị hiệu quả. Thì chúng ta lưu lại một chút, các bạn nào biết được là cái N không? Hồi nào chúng ta nói về cái T rồi đúng không? T0, T1, T2, T3, T4. T4 thì có T4A4B. Ta biết rồi, bây giờ N. Các bạn trong lớp mình có thể mô tả được N1, N2, N3 không? Thì N1. Các em lưu ý rằng là cái T thì nó thường giống nhau giữa các ung thư đường tiêu hóa là giống nhau đó. Nhưng mà cái N nó khác nhau từng loại ung thư. Cái những ung thư nó N1, N2 thì không có N3. Ha? Cái những ung thư có N2, N1, N2, N3. Ung thư ở dài thì có 3 cái, N1, N2, N3. Thì N1 là nói đến những cái ung thư mà nó có thể xuất hiện một trong những nhóm hạch từ số 1 đến số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là hạch N1 là ở phía phải của tâm vị, N2 là phía trái của tâm vị, N3 là dọc theo bờ cong nhỏ, N4 là dọc theo bờ cong lớn, N5 là phía trên của môn vị, và N6 là phía dưới môn vị. Thì 6 cái nhóm hạch này có đặc điểm là những nhóm hạch là bóng hạch bao quanh sát thành dạ dày. Cái này. Thì khi mà xuất hiện một trong những cái hạch này, tức là những cái hạch bao quanh sát thành dạ dày, thì được xem là một, có nghĩa là giai đoạn cũng tương đối còn sớm, nghĩa là một chúng ta có thể làm triệt để được. N2
là khi những cái hạch nó đi xa hơn dài dài một chút, là bây giờ qua số 7 là động mạch gì? Động mạch gì ở đây nè? À, vị trái ha. Số 8 động mạch gan chung ha. Nè, số 9 cái này là động mạch thân tạng. Cái góc chung cho thân tạng chia là ba nhánh nè, vị trái, gan chung và động mạch lách ha. Thì 7 8 9 này là quanh cái khu của vị trái, gan chung, động mạch thân tạng, là những cái góc động mạch chính để nuôi dài. Rồi số 10 là ở rốn lách. Số 11 là động mạch lách. Và số 12 thì trong này họ không có đánh, 12 là ở rốn gan, là ở cạnh tĩnh mạch cửa. Ở rốn gan. Như vậy khi mà hạch nó đi qua từ số 7 đến số 12 là nó đã đi xa dài một bước rồi. Bắt đầu đi ra những mạch máu và cơ quan lân cận. Thì cái N2 này là trễ rồi, nhưng mà N2 này vẫn còn mổ được, vẫn còn cắt dài và nạo hạch được. Cái N2 này nó có thể thêm nữa. Cái N2 là không phải là từ 7 đến 12 không. 7, 8, 9, 10. 7 ha. 7, 8, 9 thì em ha. 7, 8, 9. 7 là vị trái, gan chung, thân tạng, lách, rốn lách, động mạch lách, rốn gan. Rồi thêm 13, 14, 15 nữa. Là gì? Những cái nhánh ở động mạch. Là những nhánh ở trước tùy. Rồi ở gì nữa? Ở động mạch, vị mạch, theo cái bề mặt nối phải. Ở cái tràng phải, tức là ở khu vực lân cận ở phía trước đầu tỵ và gần trước ở đại tràng, là vẫn còn xếp N2. N3 tức là khi trên 15, tức là những cái hạch nó đi dọc theo động mạch mặt treo tràng trên, những cái hạch nó rải rác trong cái mạch mạch mặt treo á, ruột non á, và những hạch trong mạch chủ bụng, thì khi đó là nó qua xa rồi, khi đến đó chúng ta không thể nào được nữa. Như vậy những hạch N3 là cái hạch mà chúng ta bệnh nhân đã quá giai đoạn phẫu thuật. Và khi những hạch nó đi lan theo động mạch trên trên và động mạch chủ bụng. Còn N2 là ngoài cái 12, 13, 14, 15 nữa. Thì đây là các bản phân loại theo từ giai đoạn 0 cho đến giai đoạn 4. Nó thay đổi theo cái TNM. À, TNM. Thì các em thấy là tất cả nếu như mà chỉ là N, nếu mà chỉ là N0 thì quá tốt, N1 chúng ta vẫn nạo được, N2 vẫn nạo được, nhưng qua N3 chúng ta không nạo được. N3 không thì rất là dễ đó, M1 thì gian xa rồi. Nhưng mà khi mà đã có N3 hoặc là M1, tức là khi bệnh nhân không còn mổ được nữa. Thì cái này chỉ nhắc lại thôi hả? Tức là TI tức là T tại chỗ, T bề mặt, tức là chưa qua lớp màng đáy, chưa qua lớp màng đáy, still thôi. Thì cái với cái TI này thì chúng ta rất là tốt. TI này thì mới thực sự khái niệm là giai đoạn sớm này. Thì chúng ta có thể cắt và triệt để chữa khỏi ung thư dạ dày. Rồi T1 mà nói hồi nãy rồi ha. T1 mà nói là T1 tức là chỉ qua cái lớp bề mặt niêm mạc hoặc là lớp dưới niêm mạc thôi. T2 là qua lớp cơ. T3 là đã hết lớp cơ đến cái lớp dưới dưới niêm mạc, dưới thanh mạc. Và T4 là ra đến bề mặt của thanh mạc rồi. Rồi hay là cấu trúc cơ quan lân cận. Thì N, thì N0 là không có hạch ha. N1 từ 1 đến 6. N2 là từ 7 đến 15. Đó. Ngoài cái 12 là cái 13, 14, 15 nữa là ở trước tùy. Rồi ở là một vị phải. Đó. Và dọc có vị mặt đối phải. Tức là ở cái kết tràng phải. À. Đến 15. Tức là đã di gan xa. Tức là 16, 17. Tức là ở chỗ bó mặt treo tầng trên và đồi chủ bụng quá xa. M0 tức là không có và M1 là có di gan xa. Về điều trị thì nói điều trị thì chúng ta phải quay lại chẩn đoán, tức là chẩn đoán cái ung thư đó ở giai đoạn nào và ung thư có biến chứng hay chưa. Thì về điều nồng độ khoa trước mổ thì chúng ta phải bù nước điện giải đối với những bệnh nhân mà đã có nôn ói, mất nước điện giải. Thiếu máu thì phải truyền máu. Nếu suy dinh dưỡng, chúng ta phải hỗ trợ dinh dưỡng trước khoảng một tuần. Hẹp môn vị, nó hẹp môn vị chúng ta phải mổ bán khẩn, không thể kéo dài thời gian. Có bệnh kèm gì không? Và phẫu thuật triệt để ở giai đoạn nào? Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Tức là ở những cái giai đoạn
ở đây giai đoạn 1, 2, 3, tức là giai đoạn mà anh thấy cái T nó có thể là từ TI đến T3 mà cái N của nó tối đa là N2 thôi à. Tức là T của nó từ T1, T2, T3 và nó cũng có thể là T4, nhưng là T4A thôi, tức là T4 mà chưa có xâm lấn qua gân lân cận, và N của nó tối đa là N2 thôi à. Tối đa là T3, có thể là T4 cũng có ha, T4 đây, nhưng mà T4 thì đi kèm với lại N0 mà là N1 tối đa thôi. Còn T3 là tối đa N2 thôi, và M với 0. Như vậy cắt ngang ở đây trở lên thì chúng ta có thể mổ triệt để được. Triệt để được, nghĩa là cắt bỏ được. Còn khi nó đã T4B hoặc là N nó qua N3 hoặc là M1 rồi thì khi đó chúng ta không thể mổ triệt để nữa. Thì tùy vị trí dạ dày, ung thư nằm ở đâu, ở phần gần hay phần xa, mà chúng ta có thể cắt bán phần gần hay là bán phần xa hay là cắt toàn phần. Nhưng mà nguyên tắc là cái diện cắt và cách xa của u thường ở trên khối u ít nhất là 5-6 phần cm. Và khi cắt như vậy thì chúng ta phải luôn luôn vấn đề nạo hạch, tức là chỗ N1 và N2 đó, là hệ thống N1 và N2 đều phải được nạo hết, gọi là nạo hạch D2 đó. Cắt dạ dày bán phần hay toàn phần cộng nạo hạch, và chứng tích dạ dày cắt xong thì chúng ta phải phục hồi lượng tiêu hóa lại, phải nối lại nha, phải nối và nối lại cái phần dạ dày còn lại vào đường tiêu hóa, nối dạ dày với lại ruột non hay là tá tràng hay là thực quản tùy cái vị trí cắt. Nếu ung thư tâm vị thì chúng ta phải cắt thêm một phần thực quản ở phía trên, trên tâm vị. Còn nếu như ung thư mà đã quá giai đoạn rồi, tức là T4B hoặc là N3 hay là M1 rồi ha, thì cái đó cái việc mà mổ phẫu thuật cắt cái dày nó không có ý nghĩa nữa, mà chúng ta làm tạm bợ. Tức là các hẹp môn vị chúng ta nối vị tràng cho lưu thông bệnh nhân, hay là bệnh nhân không uống được chúng ta mở hôm tràng đưa ăn, đó là gọi là tạm bợ. Về vai trò của mổ nội soi thì hiện nay mổ nội soi là rất giúp rất là nhiều à. Nội soi không chỉ là giúp cho chẩn đoán, đánh giá giai đoạn lan tràn trổ bụng không, và những giai đoạn mà không có trễ thì cho phép chúng ta sẽ phẫu thuật qua nội soi. Nhưng mà thực ra phẫu thuật nội soi nó chỉ giảm cái đường vết mổ nhỏ hay lớn thôi, chứ không, nó không thay đổi cái tiên lượng bệnh nhân. Tiên lượng bệnh nhân tùy thuộc vào cái giai đoạn ung thư đó, chứ không phải mổ nội soi nó giúp thay đổi tiên lượng, nó không phải như vậy. Chỉ là chỉ vết mổ dài hay ngắn thôi. Còn tiên lượng của bệnh nhân tốt hay xấu là lệ thuộc vào cái giai đoạn ung thư, lúc thời điểm mổ giai đoạn sớm hay là muộn thôi. À, chúng ta nói là một chút là cắt hớt niêm mạc dạ dày, tức là ESD, tức là cái này chỉ dành cho ung thư dạy giai đoạn sớm, mà sớm ở đây có nghĩa rằng sớm thì quốc tế tức là TI still ở những nhưng mà sớm thì kỹ Việt Nam chúng ta giai đoạn sớm và TI tức là ung thư chỉ bề mặt niêm mạc thôi và chưa có lá bằng đáy, chưa có N1, thì chúng ta sẽ cắt hớt niêm mạc qua nội soi dạ dày, tức là đưa mắt nội soi dạ dày, nội soi ống mềm đó, ít sinh vật lên ở dưới niêm mạc, cái niêm mạc nó phồng lên, nó tách ra khỏi lớp cơ và khoét một cái khoanh niêm mạc như vậy. Có nghĩa là cái dày dày nó không có lủng, nó lủng lớp niêm mạc thôi, chứ còn cái lớp cơ và thành mạc còn nguyên. Và thời gian thì sao, cái niêm mạc nó sẽ bò ra, nó sẽ che kín lại. Nhưng mà chúng ta sẽ hớt một lớp niêm mạc thôi, chứ không phải cắt có một cái thành dày dày. Và thực hiện qua nội soi ống mềm. Cái này thì ở chúng ta ít có ứng dụng, bởi vì chúng ta phát hiện được ung thư đoạn sớm, cho nên kỹ thuật này chúng ta không phổ biến lắm. Nhưng ở một số nước như là ở Nhật, ở Hàn thì kỹ thuật này rất phát triển. Người ta phát hiện cho đến 30% sớm là sẽ được áp dụng kỹ thuật này. Rồi những ung thư nào mà quá trễ thì chúng ta phải hóa trị trước, tăng hóa trị trước khi chúng ta mổ, hoặc là chúng ta hóa trị bổ sung sau khi mổ. Những ung thư xâm lấn lan tràn thì chúng ta phải xạ trị trước mổ. Như vậy là tùy loại ung thư mà chúng ta kết hợp hóa xạ trị trước mổ hoặc là hóa trị sau mổ. Có một nghiệm pháp về đó, điều trị ung thư. Thì ung thư thì có gì? Có phẫu thuật trị nè, có xạ trị nè, có nâng đỡ tổng trạng nè, và có nghiệm pháp sinh học. Trong đó có nghiệm pháp trúng đích. Như vậy nghiệm pháp trúng đích là gì? Nó có phải là hóa trị không?
Có gì khác với hóa trị không à? Ai biết không? Mà các bạn học online có ý kiến không à? Tức là bạn là phân biệt được cái chuyện mà nghiệp pháp trúng đích và hóa trị khác nhau như thế nào? Các bạn học online có ai có ý kiến không à? À thì hóa trị là có biện pháp gọi là độc tế bào. Tức là nó sẽ tác động trong quá trình phân chia tế bào. Và những tế bào ung thư thì nó phân chia nhiều hơn, cho nên sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Như vậy khi dùng hóa trị thì cái tác dụng phụ của nó tác dụng lên cả tế bào bình thường thì ảnh hưởng ít hơn, bởi vì cái chu kỳ phân chia còn ít hơn, nhưng mà có tác dụng phụ. Còn nghiệm pháp trúng đích nó không phải là hóa chất. Nó là một cái thuốc để giúp sửa chữa trong quá trình mình mà chúng hiện được. Cái loại đó thì chúng ta mới dùng nghiệm pháp trúng đích này, chứ không phải ca nào chúng ta cũng dùng nghiệm pháp trúng đích. Ví dụ trong ung thư dài thì có GIST. GIST là một cái ung thư mà nó có một cái lỗi trong quá trình sinh ung thư. Và cái thuốc chúng ta thả vào đúng cái chỗ cái lỗi đó để sửa chữa cái sai lầm trong di truyền đó, trong cái quy trình di truyền đó, và làm ngừng chấm dứt cái ung thư. Thì nghiệm pháp trúng đích là một cái thuốc mà để điều trị đúng cái đích, đúng cái vị trí, cái lỗi trong quá trình sinh ung thư, chứ không phải là hóa chất. À, và nó không phải là cái thuốc dùng cho trong tất cả các loại ung thư, mà chỉ có một số trong cá thể hóa những bệnh nhân nào mà phát hiện ra có sự bất thường trong cái quy trình sinh ung thư đó, được chỉ điểm bởi những kháng nguyên đó, thì chúng ta mới dùng cái thuốc này hiệu quả. Còn nếu không có chỉ điểm đó, chúng ta dùng thuốc này không hiệu quả. Đây là hình ảnh ngoại là gì, một cái trường hợp là ung thư dài ở phần xa tới hang vị, thì chúng ta có thể cắt 2 phần 3 hoặc 3 phần 4, thậm chí 4 phần 5. Tùy cái vị trí ung thư nó lớn hay nhỏ, mà cái đường cắt ở trên ung thư ít nhất phải 5-6 phần. Thì cái cắt xong rồi chúng ta sẽ nối lại dài dài với hổng tràng. Đây là cách nối theo kiểu là BROT2. Tức là đóng một cái tràng lại. Rồi sau đó bệnh nhân ăn vào thì nó sẽ đi từ dài qua trực tiếp cái hổng tràng. Nó không qua tá tràng nữa. Còn đây là cái hình ảnh của gì? Nối theo kiểu BROT1 hay là cái BN á. Tức là cắt cái dài xong rồi thì nối trực tiếp cái tá tràng với phần dài dài còn lại. Thì cách nối này thì rất là sinh lý. Tức là cái đường đi của thức ăn giống như cũ. Tức là vẫn qua dài dài rồi vẫn xuống tá tràng. Nhưng mà có, kỹ thuật này có một cái hạn chế. Đó là kỹ thuật này chỉ dành cho trường hợp mà có ung thư dài này cắt không quá nhiều. Bởi vì cắt quá nhiều thì cái dài dài không thể kéo từ đoạn sau tới tá tràng được. Nó không gần lại để nối lại. Cái thứ hai nữa là ung thư mà quá trễ thì khi tái phát là nguy cơ sẽ tắt miệng nối này. Cho nên cái này chỉ dùng như ung thư giai đoạn sớm thì nối kiểu BROT1 này rất là sinh lý. Còn giai đoạn không sớm thì đây nối thì kiểu BROT2. Đây là trường hợp mà ung thư dài nằm ở những cái vị trí mà chúng ta không thể bảo tồn người dài được. Ví dụ như ung thư ở thân vị, hay ở gần tâm vị, hay là ung thư lan tỏa thì dài, thì chúng ta phải cắt toàn bộ dài. Cái toàn bộ dài xong thì cái mỏm tá tràng chúng ta đóng lại, ruột non lên quản theo kiểu ru quân y, tức là giống như chữ y ấy. Tác giả ru thì gọi là tác cái kiểu ru ru quân y, tức là giống như chữ y, nó vẽ sơ đồ như vậy. Thì có đặt ra rằng bệnh nhân không còn ngại dài thì ăn uống như thế nào? Sống bình thường không? Các bạn nào có ý kiến không? Bệnh nhân không còn dài dài thì ăn uống bệnh nhân như thế nào? Chất lượng cuộc sống bệnh nhân có sa sút trầm trọng không? Có không? Rõ ràng rằng bệnh nhân mà cắt toàn bộ dài thì rõ ràng cuộc sống của họ có thay đổi về chất lượng, chắc chắn là như vậy. Bởi vì dài không còn thì cảm giác ngon miệng nó không còn. Đấy. Ăn không được nhiều. Đúng. Và sẽ khó tiêu hơn. Đó là chắc chắn. Và quan trọng nhất là cảm giác ngon miệng nó không có, không còn bao nhiêu cả. Rồi chắc là cuộc sống bệnh nhân sẽ sa sút khá trầm trọng. Do đó khi mỗi chúng ta cố gắng chừa là một phần ít nhất nếu có thể để giúp cái cảm giác ngon miệng và bệnh nhân ăn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu như ung thư cần thiết, chúng ta cắt toàn bộ dài.
thì với những chế độ ăn hiện nay bệnh nhân vẫn sống được bình thường về góc độ dinh dưỡng. Thực ra các cơ quan hấp thu dinh dưỡng nằm ở đâu? À, nó nằm ở ruột non, và nó nhờ gì? Dịch mật và dịch tụy là chính. Dịch dạ dày nó giúp cho tiêu hóa phần thức ăn, nhưng mà nếu không có dịch dạ dày, có dịch mật và dịch tụy và một chế độ hợp lý thì thức ăn vẫn được tiêu hóa và hấp thu một cách đầy đủ ở ruột non. Chỉ uống sữa chẳng hạn, các loại sữa vẫn đủ để mà cung cấp dinh dưỡng. Do đó nếu bệnh nhân cắt thành dạ dày mà có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì cái đời sống bệnh nhân về mặt dinh dưỡng là vẫn đảm bảo được an toàn. Chỉ cảm giác ngon miệng thì không ngon miệng lắm thôi. Có nghĩa rằng là bệnh nhân vẫn sống được một cách bình thường về góc độ dinh dưỡng. Nhớ rằng cái cơ quan quan trọng nhất trong hấp thu dinh dưỡng đó là ruột non, chứ không phải dạ dày. Về tiên lượng, thì cái tiên lượng mà sống sau 5 năm nhìn chung ung thư dạ dày là khoảng 12%. Như vậy nhiều ha. Sau 5 năm chỉ có 12%. Nhưng mà cái tiên lượng này nó thay đổi theo từng cái giai đoạn ung thư. Và cái điều này nhắc nhở chúng ta rằng là cố gắng phát hiện ung thư dạ dày càng sớm càng tốt. Bởi vì bệnh nhân có chữa khỏi hay không, có sống lâu hay không là liên quan rất nhiều vào cái giai đoạn phát hiện ra ung thư. Này, ung thư dạ dày thì có đến 90% là sống sau 5 năm. Và trong số đó một số khá nhiều được xem là khỏi hẳn. Cái giai đoạn sớm. Giai đoạn 2 thì nó còn có 30. Giai đoạn 3 nó còn có 30. Và giai đoạn 4 thì không có bệnh nhân nào sống qua 5 năm cả. Giai đoạn 4 thì sống chỉ khoảng 6 tháng đến 1 năm, 5 rưỡi thôi. Nó trung bình là 6 tháng đến 1 năm. Như vậy, cái tiên lượng này nó không phải phụ thuộc vào phương pháp mổ nội soi hay mổ hở à, mà nó phụ thuộc lớn nhất là vào vấn đề phân loại giai đoạn ung thư và khả năng cắt dạ dày nào hoạch triệt để trong lúc mổ là rất quan trọng. Tất nhiên nó có sự hỗ trợ thêm của hóa trị và xạ trị nữa, nhưng mà trong đó cái chính nhất vẫn là giai đoạn ung thư và khả năng phẫu thuật triệt để với cắt dạ dày mà nào hoạch triệt để dù bằng phương pháp mổ nội soi hay là mổ hở. Từ đó chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ đến thực hành lâm sàng là chúng ta phải tìm mọi cách để tránh bệnh nhân bị chẩn đoán muộn. Đó là cái chìa khóa để giúp cho bệnh nhân sống lâu. Và bệnh nhân ung thư dài thường tử vong vì cái gì? À, có thể là vì di căn. Ung thư di căn của cơ quan khác. Vì thiếu máu, vì suy dinh dưỡng, hoặc là biến chứng, tắc ruột, vân vân. Và khi đã biến chứng rồi thì rất nhiều biến chứng có thể là tắc ruột, có thể là suy dinh dưỡng, có thể thiếu máu, gan xa, có thể tràn ép và thận, vân vân. Có thể là ăn uống không được, suy mòn, nhiều lý do để mà tử vong. Nên các bạn có đặt câu hỏi gì không? Em nói các bạn. Dạ thầy, ở Việt Nam mình có cái chương trình nào tầm soát mà ca dạ dày không thầy? Hiện nay cái chương trình mà mang thì chúng ta chưa có một cái sự chính thức, nhưng mà với từng nhóm bác sĩ gia đình thì họ sẽ có chương trình tầm soát bắt đầu được thực hiện. Mình theo cái mô hình giống như ở Nhật. Ví dụ như sao? Ở Nhật thì tất cả nam giới dù không có bất cứ tiền sử gì về bản thân và gia đình thì sau 45 tuổi đều phải đi soi dạ dày. Còn nếu bệnh nhân nào có tiền sử bản thân và gia đình thì tất nhiên phải soi sớm hơn ngay khi phát hiện ra những nguy cơ đó. Ví dụ như gì, bệnh nhân có HB thì phải đi soi dạ dày để kiểm tra HB hết chưa, có ung thư không. Bệnh nhân có loét dạ dày phải soi kiểm tra thấy loét chưa. Bệnh nhân có viêm dạ dày phải kiểm tra soi lại. Nhưng mà những bệnh nhân nào mà có tiền sử bản thân hay là bệnh nhân có gia đình, tiền sử gia đình bị ung thư dạ dày thì phải đi soi. Như vậy, những bệnh nhân có bản thân, có dấu hiệu thì phải đi soi liền. Có tiền sử gia đình cũng khuyên nên soi sớm. Và nếu như không có bất cứ tiền sử gì thì sau 45 tuổi nên đi soi một lần. Đó là chương trình tầm soát. Thì cái này ở Việt Nam chúng ta hiện nay còn
tự phát chứ chưa thành một cái chương trình đồng bộ cho toàn quốc gia. Còn những nước phát triển thì cái này họ làm lâu rồi. Tại cho em hỏi là cái phương pháp ESR là mình có cần phải cắt hết cái vùng niêm mạc dạ dày 5 cm quanh ung thư không? Cái phần này thì không cần cắt rộng quá 5 phân như là mổ hở. Khi mà mổ hở mà chúng ta cắt dài là khi đó ung thư đã xâm lấn vào các lớp rồi, thì chúng ta phải cắt xa. Còn cái phần mà cắt hết niêm mạc là chỉ cần một bằng cái đồng tiền đó, cắt một cái khoanh bằng cái đồng xu của chúng ta là đủ rồi. Và khi cắt xong phải làm giải phẫu bệnh lại xem có gì xung quanh đó hết ung thư không là được rồi, chứ không phải cắt rộng qua 5 phân giống như là mổ hở. Bởi vì mà cắt như vậy thì nó cái bề mặt niêm mạc cần cắt sẽ quá lớn đi, nó không khả thi qua cái kỹ thuật mà cắt hết qua niêm mạc qua nội soi. Cái thứ hai là những ung thư giai đoạn sớm đó thì nó không chỉ sớm về cái mặt là độ xâm lấn xuống cái tầng đáy hay dưới, mà nó còn gì, nó mới xuất hiện một đốm nhỏ trên bề mặt thôi, nó chưa có lan rộng. Chúng ta không cần cắt quá rộng. Dạ thưa thầy, cho em hỏi là nếu mà một bệnh nhân nội soi dạ dày thì không có ung thư, phát hiện không có ung thư thì sau bao nhiêu năm thì mình có thể nội soi lại lần nữa, tức là mình bảo đảm được là người đó sẽ không bị ung thư dạ dày trong vòng bao nhiêu năm tiếp theo? Cảm ơn. Thì nếu bệnh nhân mà soi mà có dấu hiệu nghi ngờ hay là có bệnh lý, tất nhiên chúng ta phải soi lại sớm hơn rồi. Còn giả sử bệnh nhân không có bất cứ dấu hiệu gì hết thì người ta khuyên là cứ 5 năm chúng ta soi một lần. Đối với đại tràng cũng vậy, tức là không có dấu hiệu gì hết và không có nguy cơ gì hết về bản thân và gia đình thì thường 5 năm là soi một lần, tức là không có dấu hiệu gì hết, không có nguy cơ bản thân và gia đình mà chỉ định kỳ tầm soát thôi thì 5 năm một lần thường là vậy. Tất nhiên có dấu hiệu là phải sớm hơn rồi. Tại sao nó có cái 5 năm đó? Thì ta thấy rằng một cái thương tổn mà khi nó bắt đầu xuất hiện từ tế bào cái thành ung thư mà cái dạng nếu dạng polyp thì thấy 10 năm và 5 năm là nguy cơ. Còn tất nhiên có dấu hiệu thì phải sớm hơn, phải sớm hơn rất nhiều. Còn nếu ai đó mà chúng ta nội soi tầm soát cái gì như 4 tuổi chúng ta soi một lần, không có một tiền sử bản thân và gia đình gì cả, 45 tuổi chúng ta soi thì âm tính hoàn toàn, và trong 5 năm đó không có bất cứ dấu hiệu gì thì 50 tuổi chúng ta sẽ định kỳ soi lại. Rồi bạn nào có câu hỏi gì khác không ạ? Mẹ. Ca dạ dày là ca tế bào nhẫn, nhưng mà mình không có làm được cái xét nghiệm gen thì mình có nên cắt nguyên dạ dày của bệnh nhân đó không thầy? Thì bệnh nhân nữ thì không phải tất cả nữ đều là ca tế bào dạng nhẫn, nhưng mà thường gặp là như vậy. Phụ nữ trẻ mà đã là ung thư thì đa số hay gặp là ung thư dạng nhẫn và thể lan tỏa. Và cái vấn đề bây giờ không phải là cắt dự phòng. Cắt dự phòng thì chúng ta phải cắt toàn bộ, bởi vì chúng ta không biết ung thư xuất hiện ở cái bộ phận nào của dạ dày. Còn bây giờ những bệnh nhân đã ung thư dạng nhẫn đã xuất hiện, tức là ung thư bây giờ đã xuất hiện rồi, cho nên bây giờ là mổ để điều trị dân và mổ dự phòng. Mổ điều trị thì chúng ta tùy cái vị trí ung thư nằm ra chúng ta cắt ở đó. Còn mổ dự phòng tức là mổ khi mà chưa có ung thư xuất hiện mà mới chỉ có đột biến gen phát hiện thôi, thì khi đó bệnh nhân này có nguy cơ ung thư chứ hiện tại chưa có ung thư, và chưa biết trong tương lai bệnh nhân nguy ung thư đó sẽ xuất hiện ung thư ở vị trí nào của dạ dày. Thì trong trường hợp cắt dự phòng như cái gì về điện ảnh Julie ấy, thì trường hợp đó là cắt toàn bộ. Còn khi đã xuất hiện ung thư rồi thì chúng ta dựa đến thực thể là ung thư nó ở vị trí nào và cắt theo cái dạng là dạng điều trị, tức là diện cắt và cách xa ung thư, phía trên ung thư phải là quá 5 phân chẳng hạn, phía dưới ung thư ít nhất là quá 2-3 phân chẳng hạn, thì khi đó là chúng ta cắt bao nhiêu là tùy tổn thương thực thể. Nhưng trên lâm sàng thường hay gặp là những ung thư lan tỏa dạng của nữ trẻ đó, thì đa số là khi phát hiện ra đã lan tỏa rồi, cho nên đa số trường hợp đó là đều cắt toàn bộ, lan tỏa theo cả chiều chiều dài dạ dày và cả chiều sâu. Và khi phát hiện có thể lan tỏa như vậy thì đa số trường hợp là cắt dạ dày toàn bộ và nạo hạch. Các bạn có câu hỏi gì khác không ạ?
em. Có một câu hỏi về hồi nãy ở cái thể là mình có cái nội soi bằng ánh sáng giải em sợ thì hình như là nội soi giải tần ánh sáng hẹp, thì nếu mà mình nghi ngờ là bệnh nhân thuộc một trong ba thể có thể nhầm lẫn với cái loét dạ dày thì mình sẽ làm cái nội soi đó luôn hay là mình sinh thiết? Với lại cái nội soi đó em không biết ở Việt Nam có phổ biến chưa? Thì đó là cái vấn đề mà cái nội soi với cái ánh sáng mà giải tần hẹp thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn đã có rồi. Những cái máy nội soi thế hệ mới thì rất là phổ biến và hoàn toàn chúng ta đã có khá lâu rồi. Khá lâu rồi. Và khi mà chúng ta nội soi, chúng ta chiếu cái ánh sáng cái giải tần tần số hẹp lên thì cái vùng niêm mạc dạ dày ung thư nó sẽ đậm. Màu đó chúng ta gợi với nhiều chỗ ở trung tâm, ở rìa. Đó là, và cái chìa khóa chẩn đoán đó là sự phát hiện ra sự đổi màu của niêm mạc và bám vào đó để sinh thiết chẩn đoán trong mổ, trong trong cái lúc nội soi sinh thiết luôn. Rồi các bạn có câu hỏi gì khác không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ Cho phép dành em thời hỏi được gian không thầy? em có hỏi đây à? Dạ hồi nãy là thầy có nói về cái tỷ lệ của ung thư tế bào nhẫn ở nữ trẻ tuổi là sớm là cao á thầy. Nhưng mà thầy có bảo là cái ung thư đó thì nó có thể di truyền hoặc không di truyền. Vậy nếu như mà người phụ nữ đó sinh con mà sinh con trai á thì cái di truyền của cái đó qua đứa con trai nó có cao không thầy? Chào em. Thì thứ nhất mình trở lại một chút, đó là chúng ta phải trở lại tế bào nhẫn là gì. Thì mình nói hồi nãy là tế bào nhẫn là những cái tế bào mà nó chất mucin sinh trong tế bào tương nó phát triển quá mức, quảng đại cái nhân tế bào lệch một phía giống như cái hình chữ nhẫn. Và khi mà trên tiêu bản nó hiện diện quá 50% tế bào dạng nhẫn thì được là ung thư tế bào nhẫn. Cái thứ hai là ung thư tế bào nhẫn nó sẽ xuất hiện ở dạ dày hoặc những cơ quan khác như là ở đại tràng, ở tụy, ở túi mật, vân vân. Và đó là một thương tổn mang tính chất giải phẫu bệnh chứ không phải là mang đặc điểm di truyền không di truyền. Nhưng mà ta thường thấy trong dạ dày á, thì những tế bào nhẫn xuất hiện trong cái nhóm di truyền khá nhiều, có nghĩa rằng là có những ung thư dạ dày không hề có tới di truyền nhưng mà vẫn có thể có tế bào nhẫn. Đó là lưu ý đó, chứ không phải là di truyền và tế bào nhẫn là gắn liền với nhau một đối một. Đó là, tế bào nhẫn có thể xuất hiện thường hay gặp trong thể di truyền nhưng cũng có thể gặp ở những thể không di truyền. Nhưng mà khi có tế bào nhẫn được xác định trên tiêu bản thì có nghĩa rằng bệnh nhân đó là biệt hóa kém và có tiên lượng xấu. Đó là ý thứ nhất. Nhưng nếu tế bào nhẫn mà được phẫu thuật sớm thì vẫn có tiên lượng tốt. Nhưng mà chỉ tế bào nhẫn là âm thầm tiến triển và dễ chúng ta chẩn đoán muộn và chúng ta dễ tiên lượng xấu. Cái thứ hai nữa là vấn đề di truyền. Cái tổng tỷ lệ di truyền trong thời gian nó có nhiều kiểu di truyền, có nhiều cách di truyền chứ không phải là một kiểu. Trong cái sai sót về gen thì người ta thấy rằng là không có quá 3% yếu tố bao nhiêu tỷ lệ là di truyền trong thời gian dài. Và cái việc di truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia nó không phải liên quan tới bào nhẫn mà liên quan là bệnh nhân nó có đột biến gen di truyền hay không thôi. Và trong di truyền đó cũng có thể là tế bào nhẫn mà cũng có thể là không tế bào nhẫn, chứ không phải 100% di truyền là tế bào nhẫn. Và vấn đề mà di truyền từ thế hệ mẹ sang cha mẹ qua con cái thì không phân biệt là nam hay nữ. Nhưng mà nói khi nãy trong một cái phả hệ gia đình như vậy thì có khoảng 34% cái dân số đó có đột biến gen CDH1. Và khi có gen đó rồi thì tỷ lệ biến thành ung thư không phải là 100% mà thay đổi từ 69 cho đến 90%. Có nghĩa là cũng có một số người có mang đột biến gen đó nhưng mà họ không thành ung thư. Em rõ chưa ạ? Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Là mà các bạn học online các bạn đã có hỏi gì khác nữa không ạ? Là mày em. Thì cho em hỏi là hồi nãy là về cái yếu tố nguy cơ thì em để ý là nó không có cái yếu tố nguy cơ về sử dụng rượu bia đó thầy. Thì không biết là sử dụng rượu bia thì nó có yếu tố nguy cơ gì về ung thư dạ dày không thầy? Trong cái tỷ lệ mà thuốc ăn uống thì có thuốc lá. Thuốc lá thì liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày. Còn rượu bia thì liên quan đến loét dạ dày nhiều hơn. Rượu bia thì liên quan đến loét dạ dày nhiều hơn. Còn thuốc lá thì liên quan đến ung thư dạ dày nhiều hơn.
Em rõ chưa? Tức là phân biệt rõ cái đó, nhưng mà thường thuốc lá thì đi với rượu bia đúng không? Nhưng mà người ta nghiên cứu thấy là thuốc lá liên quan trực tiếp, còn rượu bia thì liên quan đến loét nhiều hơn. Dạ em cảm thấy. Là mời các bạn, bạn đã có câu hỏi gì không ạ? À? Mời em. Dạ được. Phần chẩn đoán đó thầy, tức là sau khi mình điều trị nội khoa 2 tuần không đỡ thì mình nội soi sinh thiết, nhưng mà trong trường hợp mà mình không tìm được tổn thương á, thì thầy có nói là mình đi nội soi lại, thì không biết là cái khoảng thời gian giữa lần đầu và lần sau nó khác như thế nào, mình nội soi lại liền hay sao thầy? Nếu mà chúng ta thấy cái bệnh nhân những dấu hiệu không đặc hiệu mà chúng ta chữa nội khoa khoảng 2 tuần mà đáng đỡ, tức là bệnh nhân có thể rơi vào những cái nhóm như dày hay là trào ngược gì đó, nó là cơ năng gì đó, ta cho đi sau. Kết quả mà chúng ta không phù hợp mà lâm sàng nó vẫn tiến triển theo hướng bất lợi thì chúng ta có thể chờ theo dõi trong vòng khoảng 2 tuần sau chúng ta cho đi soi lại. Và nếu chúng ta cảm thấy cái nội soi trong trường hợp này nó không chắc chắn, chúng ta có thể kết hợp với X quang cảm quang hoặc là chụp CT cảm quang nghe phối hợp. Thì hiện nay cái chụp CT cảm quang là khá phổ biến, và lưu ý là khi chụp CT cảm quang thì nhớ cho bệnh nhân nhìn ăn và uống nước thật nhiều ngay khi chụp cho dạ dày nó giãn ra, thì cái chúng ta sẽ phát hiện cái chỗ mà dày thành bất thường là chỗ ung thư. Và hiện nay có một kỹ thuật mới hơn nữa mà Việt Nam đã có, đó là nội soi, là siêu âm qua nội soi. Thì siêu âm qua nội soi thì rất là tốt để phát hiện ung thư dày sớm. Cảm ơn em. Qua nội soi thầy nói là có thể xe tuyến 5 lớp của dạ dày á, thì có thể dùng nó để mình tầm là tìm ra cái bệnh plastica này. Plastica. Được em, tức là nộp các cái thể trên cái lớp dù dày bất thường ở cái lớp niêm mạc cũng thấy được. Và plastica thì nó thâm nhiễm không, nó không không những dày lớp niêm mạc thâm nhiễm vào lớp dưới niêm vào lớp cơ đâu, mà trên nội siêu âm qua nội soi thì thấy được hết. Và các bạn nào đang có hỏi gì khác không ạ? À? Nếu không thì chúng ta dành một khoảng thời gian chúng ta đi qua một cái số cái thẻ. Khi nãy chúng ta nói rằng cái phần này là chủ yếu chúng ta nói về ung thư dạ dày biểu mô tuyến, đó là carcinoma. À, thì chúng ta đi qua một chút về lymphoma dạ dày. Thì lymphoma dạ dày chúng ta nói khi nãy tức là tỷ lệ nó khoảng chừng có 2% thôi. À, nó là ung thư của cái mô lympho trong cái lớp niêm mạc chứ không phải là lớp biểu mô. Và nó thường hay là gặp là nó là cái dòng non Hodgkin, tế bào dòng B, nó nằm trong cái bệnh cảnh lymphoma. Bệnh lymphoma là cái bệnh cảnh mà có tính chất là gì, nó có thể lan tỏa ở nhiều cơ quan khác nữa chứ không chỉ là ở dạ dày. Lưu ý nha, bệnh lymphoma là cái bệnh có tính chất lan tỏa ở nhiều cái mô lympho, những cơ quan lympho khác trong cơ thể. Và lymphoma nó có thể xuất hiện ở trong dạ dày, cũng có thể xuất hiện ở trong đại tràng, trong ruột non, những cơ quan bất kỳ, những cái cơ quan là có mô lympho. Thì khi mà xuất hiện u ung lympho dạ dày, tức là ung thư mô lympho trong lớp niêm mạc chiếm khoảng 2% và nó thuộc cái dòng non Hodgkin, tế bào dòng B, và có 20% thì có thương tổn kèm theo cơ quan khác, ví dụ như là ung thư xuất hiện ở hạch hạch lympho, hạch đó nhiều hạch lắm, hạch trong ổ bụng, trong mặt treo, hạch ở nách, hạch bàn, hạch cổ, vân vân, hay là ở lách, ở ruột non và ở tủy xương đó. Như vậy ung thư lympho trong lâm dạ dày thì chúng ta phải tầm soát các cái hạch ở nơi khác có hay không, xem lách có to hay không. Và chúng ta cũng có thể làm gì, làm tủy đồ, là chọc tủy xương, chọc ở đâu, hay chọc đúng không, để làm xét nghiệm. Như vậy với đặc điểm lymphoma này thì nó có thể có 20% là kèm những thương tổn ung thư ở các cơ quan khác và có thể biểu hiện ở trong tủy xương. Riêng ở dạ dày thì có triệu chứng của nó cũng gần giống như ung thư biểu mô. À, tức là cũng đầy bụng, chán ăn, rồi cũng sụt cân, cũng ói ra máu vân vân. Nếu mà lại xuất huyết. Nhưng cái đặc trưng khác một chút là gì? Cái u thường vậy thường lớn hơn, tiến triển chậm và lớn hơn. Biểu mô thì khoảng 25% chúng ta sợ được, thì
với và chúng ta có thể gì chọc sinh thiết tủy xương. Và cái lymphoma này thì chúng ta có thể sinh thiết qua hai con đường. Ở riêng ở dạ dày là qua nội soi sinh thiết, hoặc là chúng ta chọc hướng dẫn qua CT chọc qua thành bụng sinh thiết. Vì thường cái ung thư lymphoma này nó to hơn và cái thành nó dày hơn. Và chúng ta tầm soát cái cơ quan khác. Còn cái biểu hiện ở dạ dày thì thông thường nó giống, nó gần giống như. Về điều trị thì nó có một khác biệt là trong cái dạng lymphoma nói chung thì nó rất là nhạy với hóa trị. Rất là nhạy với hóa trị. Vậy chúng ta phải tận dụng hóa trị trong cái ung thư dạ dày và dạng lymphoma này. Chúng ta sẽ linh hoạt cái theo các biện pháp về phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Và trong đó có thể chúng ta hóa trị trước mổ để cho khối u nó gom lại, nhỏ lại. Rồi phẫu thuật triệt để, rồi hóa trị bổ sung sau mổ. Thì riêng cái nhóm lymphoma là nhóm cái tác dụng rất tốt đối với hóa trị. Cho nên hóa trị sẽ được tận dụng cách triệt để ở trong ung thư dày dạng lymphoma. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cắt dạ dày. Chứ hóa trị không thì chúng ta không thể làm tan hết được. Cắt nạo hạch. Và tiên lượng sống sau 5 năm của nó thì sẽ tốt hơn là carcinoma. Thời gian sống sau 5 năm nó trên 50%. Như vậy thì lymphoma dạ dày sẽ có tiên lượng chút ít tốt hơn là carcinoma dạ dày. Và điều chứng của nó và chẩn đoán của nó cũng có một số cái khác biệt. Tuy nhiên ở dạ dày cần phân biệt với lại ung thư dạ dày và một cái dạng đó là gì? Giả lymphoma dạ dày. Tức là dạ dày nó thành nó dày lên. Thành dày lên. Và khi sinh thiết thì mô đó là mô lympho. Nhưng mô phá ung thư là mô viêm lympho. Thì có một số bệnh lý viêm mô lympho trong thành dạ dày nó cũng làm cho tăng sinh mô lympho. Nhưng mà nó lành tính. Thì cái này cần phân biệt là nhờ sinh thiết. Chúng ta đi qua một cái dạng khác nữa của ung thư dạ dày, đó là carcinoid. Đây cũng là một ung thư nguyên phát. Đó nè. Ở dạ dày chứ không phải thứ phát. Đó nè. Mà nó xuất phát từ các tế bào có nguồn gốc thần kinh và nội tiết ở trong cái lớp niêm mạc tiết axit của dạ dày. Thì anh nhớ trong cái niêm mạc thì có những tế bào tiết axit chloride. Và trong cái lớp niêm mạc tiết axit này thì nó có một số cái tế bào có nguồn gốc thần kinh nội tiết. Và khi ung thư cái tế bào này thì có tên gọi là carcinoid dạ dày. Triệu chứng của nó thì cũng gần giống như là carcinoid, nhưng mà nó đặc trưng của nó nhiều hơn là gì? Đau bụng nổi trội hơn và nó tỷ lệ suy tiêu hóa nó cao hơn. Và bệnh nhân kéo theo là thiếu máu, sụt cân, trào ngược. Nếu ở gần tâm vị thì tắc tâm vị hay là môn vị. Và lưu ý là đôi khi nó có những cái triệu chứng rất là xa dạ dày là do thần kinh nội tiết này tiết ra làm cho bệnh nhân có thể là ngứa, thở khò khè hay nổi ban đỏ. Dấu hiệu mà nó không liên quan đến dạ dày mà kèm theo thì nó gợi ý là bệnh nhân bị carcinoid dạ dày. Và chẩn đoán cũng là gì? Cũng nội soi. Và có thể là gì? Chúng ta chọc kim, chọc hút bằng kim nhỏ qua thành bụng để mà sinh thiết. Và có thể xét nghiệm sinh hóa nữa, là một số cái yếu tố sinh hóa trong máu để loại điều trị cho carcinoid. Đây là ung thư rất là ít gặp. Để chia làm nhiều thể, ha. Dựa vào gì? Cái nồng độ của cái tỷ lệ của nó xuất hiện ha, là bao nhiêu phần trăm thì thay đổi ở những cái này đó. Và dựa vào gì? Dựa vào độ pH của dạ dày, dựa vào cái gastrin trong máu đó, và nhiều yếu tố khác để mà phân nhóm của nó là chấm 1, chấm 2, chấm 3. Như vậy thì tùy theo cái phân độ này mà chúng ta sẽ có cái tiên lượng tốt hay là trung bình hay là xấu. Nhưng mà nhìn chung thì cái chẩn đoán của nó có một chút khác biệt là ngoài những chẩn đoán kinh điển thì nó cần làm thêm một số cái, ví dụ như xét nghiệm cách trình này, trong máu chẳng hạn, đo pH chẳng hạn, kích thước khối u chẳng hạn, vân vân để phân loại. Và điều trị của nó vẫn là gì? Vẫn là phẫu thuật. Vẫn là phẫu thuật là quan trọng. Thì đối với tiếp 1, thế là cái tiếp mà nó đơn giản nhất, nó nhỏ nhất thì có thể là cắt hớt niêm mạc nếu mà giai đoạn sớm, hay là cắt cái dài bán phần. Tiếp 2 thì có thể cắt cái u tiết gastrin. Nó thường hay là một cái u ở trong dạ dày, cắt gastrin hay là cắt dạ dày.
và tiếp 3 thì đều giống như carcinoma và cũng kết hợp hóa trị xạ trị chất động nặng. Cái nhóm thứ tư đó là GIST dạ dày, tức là ung thư mô đệm đường tiêu hóa. Thì cái nhóm này là có, nó có đặc trưng là gì? Ngoài vấn đề đó là hiện nay nó rất phổ biến, nhưng mà trước đây khi mà chưa phát hiện ra thì hay nhầm lẫn nó với lại một cái leiomyom sarcom, tức là cái sarcom cơ trơn của dạ dày. Trước đây á, hay nhầm lẫn cho nó là một cái sarcom cơ trơn, nhưng mà thật ra cái tỷ lệ sarcom cơ trơn rất là hiếm, mà đa số trong cái số đó chính là GIST dạ dày. Và triệu chứng của nó cũng là cái u ở thượng vị phổ biến hơn với dấu hiệu là suy tiêu hóa. Cái u này nó phát triển sang nó nứt cái niêm mạc này, bạn làm chảy máu ở ngay bề mặt của u á. Và chính là dẫn đến chỗ là bệnh nhân có tỷ lệ suy tiêu hóa rất là nhiều và thiếu máu. Và chụp CT và nội soi sinh thiết thì giúp cho chẩn đoán xác định. Và điều trị của nó thì là vẫn là phẫu thuật triệt để các cái dày não hạch. Và sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta sẽ làm nghiệm phát trúng đích. Và cái thuốc thị trường hay dùng là Clivet. Thì cái này thường xuyên, 4 ngày một viên, vốn nhiều năm, thì nó sẽ ngăn ngừa cái vấn đề mà ung thư nó tái phát lại. Thuốc này nó sẽ sửa chữa trong cái quy trình di truyền tạo nên cái ung thư này. Và cái tiên lượng sống sau 5 năm của nó là 20%. Nó đi qua một cái dạng nữa, là cái dạng này không phải là ung thư, là cái dạng polyp của dạ dày. Polyp này đa số là lành tính và trong đó có một tỷ lệ nhỏ có thể thành ung thư trong tương lai. Như vậy là polyp bản chất của nó ban đầu là lành tính, nhưng mà trong tương lai có một tỷ lệ nhỏ thành ung thư. Như vậy cái nào thành ung thư, cái nào không ung thư? Đây là một thương tổn lành tính thường gặp ở người lớn. Và nó có thể có triệu chứng hay là không có triệu chứng phải tập này. Nhưng mà nó cũng có thể xuất hiện ở trẻ em. Thì nếu có xuất hiện ở trẻ em thì cực kỳ hiếm. Thì đó là nằm trong bệnh cảnh mà đa polyp gia đình là di truyền á. Bao tiêu gia đình rất là hiếm, còn đa số là người lớn thôi. Và có một tỷ lệ rất nhỏ của những polyp này biến thành ung thư. Thì để biết rằng cái polyp nào thành ung thư thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề ba loại mô học chính của nó. Nếu là polyp tan sản thì cái tỷ lệ mà chiếm phổ biến là 80%. Thì cái dạng tan sản này thì nó hoàn toàn lành tính, có nghĩa là nó mãi mãi lành tính chứ không thành ung thư. Polyp dạng viêm thì cũng gần như lành tính và có rất ít nguy cơ thành ung thư. Chỉ có polyp ung tuyến thôi. Thì trong polyp ung tuyến này thì chiếm tỷ lệ khoảng 10-15% các polyp. Và trong cái nhóm polyp ung tuyến này thì có 30% là có mầm mống sinh ung thư về sau. Như vậy, ở một bệnh nhân có polyp dạ dày thì chúng ta phải cần cắt bỏ đi và làm sinh thiết để xem rơi vào nhóm nào. Nếu rơi vào nhóm 1 thì yên tâm. Rồi. Nhóm 2 cũng khá. Và nếu lỡ rơi vào nhóm 3 này thì chúng ta phải gì? Phải thường xuyên nội soi lại và tầm soát. Khi nó vừa xuất hiện thì chúng ta cắt liền đừng để. Bởi vì để lại những polyp này thì nguy cơ trong số đó có 30% là thành ung thư. Thì cái điều này cũng hỏi các em là gì, là khi nào nội soi lại đó là vậy đó. Nội soi lại gần hay xa là nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Là gì? Triệu chứng lâm sàng có hay không? Polyp lần trước cắt hết hay không? Polyp lần trước nhiều hay ít? Polyp lần trước thuộc nhóm mô học gì? Để mình xử lý được cái vấn đề nội soi lại thời điểm nào là phù hợp. Và xử lý polyp là sao? Thì cần cắt bỏ sớm qua nội soi và làm sinh thiết. À. Những polyp mà lớn không có cuốn thì không thể cắt được qua nội soi được thì chúng ta phải phẫu thuật để cắt bỏ. Và trong phẫu thuật đó sinh thiết lạnh, nếu lành tính thì chúng ta cắt tại chỗ. Còn ác tính thì chúng ta sẽ mổ giống như là mổ ung thư. Còn polyp đã hóa ác rồi thì được xem là ung thư rồi. Thì chúng ta mổ giống như mổ ung thư thôi. Còn đa polyp tức là nhiều quá, không cắt nổi qua nội soi thì chúng ta cắt bán phần. Cắt toàn phần. Và sau khi cắt polyp thì tùy là kích thước hay là thể gì mà chúng ta sẽ quyết định vấn đề cắt lại hay không. Vì cái ung thư này chúng ta sẽ quyết định vấn đề theo dõi như thế nào. Và như vậy thì chúng ta sẽ đi qua một số cái thể ung thư là vậy. Và cái polyp dạ dày là cái mà chúng ta ít để ý hơn là polyp đại tràng. Bởi vì cái tỷ lệ
polyp dạ dày ung thư hóa nó thấp hơn. Nhưng mà cũng lưu ý, nếu lỡ có chúng ta cũng nên nội soi và cắt. Là cái phần mà các cái dạng ung thư dạ dày và polyp này, các bạn có đặt câu hỏi gì không ạ? Các bạn không hỏi, chúng tôi dành một chút để đó cái bệnh mà FAB, tức là đa polyp tuyến gia đình. Thì hội chứng mà FAB thì đây là một cái hội chứng di truyền, tức là đa polyp tuyến đường tiêu hóa. Thì cái này nó có nhiều kiểu di truyền chứ không phải là một kiểu di truyền, và nó thường xuất hiện đa polyp nhiều nhất là ở đại tràng, trải rác khắp cái niêm mạc đại tràng và trong cả ruột thừa. Thứ nhất là FAB là đa polyp tuyến gia đình, là bệnh di truyền, là ý thứ nhất. Ý thứ hai là có nhiều kiểu di truyền và có nhiều hội chứng di truyền khác nhau mà nó có lâm sàng khác nhau chứ không phải là có một kiểu. Cái thứ ba nữa là đa polyp phần lớn tập trung ở đại tràng. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp là nó kết hợp ở dạ dày, hay ở ruột non, hay là ở tá tràng. Và nó có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư ở những cơ quan khác ngoài đại tràng. Ví dụ như là ung thư dạ dày, ung thư bóng pate, ung thư tụy. Và cái bệnh mà FAB đó, tức là đa polyp tuyến gia đình đó, thì bản thân khi mà xuất hiện polyp đó thì nó là bệnh lành tính. Nhưng mà tương lai những polyp đó sẽ hóa ác trong tương lai. Chắc chắn 100% là hóa. Nhưng mà những cái đa polyp đó nó có thể làm hóa ở đâu? Hóa ở đại tràng là hay gặp nhất, đại trực tràng là hay gặp nhất. Và thứ nhì là ở dạ dày, thứ ba ở ruột non. Như vậy thì cái thời điểm bao lâu thì nó hóa? Bao lâu? Thì những cái bệnh nhân mà đa polyp tuyến gia đình đó thì nó sẽ có, nó di truyền theo cái gen trội, tức là hầu như bố hoặc mẹ bị thì con cái hầu như là bị, anh em là bị hết, và sinh con nó tiếp tục sẽ bị nữa. Và nó triệu chứng nó xuất hiện khi mà còn rất là trẻ, tuổi thiếu niên là xuất hiện rồi đây. Nên mình có thể nội soi tầm soát từ cái tuổi 15-17 mình nội soi rồi mình có thể phát hiện ra được. Nhưng mà hầu như nó không biến thành ung thư ở cái tuổi trước 28, nó chỉ thành ung thư ở sau cái tuổi sau 28 tuổi trở lên nó mới thành ung thư. Do đó ở những bệnh nhân đa polyp tuyến gia đình thì khuyên rằng hãy phẫu thuật ở cái tuổi là 28 tuổi và trước 28 tuổi thì nó an toàn, là khi đó chưa hề qua ung thư. Nhưng có một cái khó là nếu như những polyp tập trung ở một chỗ, một đoạn thì cắt là dễ. Ví dụ như tập trung ở đại trực tràng thì cắt hết đại trực tràng đi. Còn lỡ mà rải rác qua ở non hay ở dạ dày thì càng khó. Thì chúng ta không thể cắt hết được mọi cơ quan được. Cho nên khi mà các em hỏi về bệnh sử ung thư đại tràng hay là bệnh lý đa polyp gia đình thì chúng ta hãy rất chú ý yếu tố gia đình. Thường tuổi thọ những bố mẹ những người đó không có sống lâu, cũng mất còn sớm khi còn trẻ. Thì trong cái polyp dạ dày á thì nó không phải là polyp đặc trưng bệnh FAB, bệnh đa polyp tuyến gia đình thì nó đặc trưng ở đại tràng hơn, nhưng mà thỉnh thoảng nó có thể gặp ở dạ dày và ruột non. Và các bạn có hỏi gì khác không ạ? Và nếu chúng ta không có câu hỏi gì thì sẽ ngừng ở đây. Rồi các bạn nào có đặt câu hỏi gì khác thì các bạn có thể về nhà suy nghĩ, chúng ta sẽ gửi
câu hỏi qua Zalo cũng được. À, nếu mà trong khi các bạn đọc cái bài full text hả, thì nó các bạn nó sẽ rõ hơn, sẽ chi tiết hơn. Và trong quá trình mà đọc bài hay là thực hành lâm sàng liên quan đến vấn đề cài dài này thì các em có thể gửi tin nhắn qua Zalo để đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho. Chúng ta nghỉ ở đây, chào các em.